Quân ơi Quân, dạ? kìa, cái đội quân hùng hậu của nhà cháu đang từ từ bước xuống chiến hạm của chú cháu mình kìa. Đó. Quân, gì vậy chú? Chú làm cháu mất trớn trơn rồi. Trời ơi, cũng hồi hộp quá. Bây giờ cháu ráng cháu nghĩ cách nào cho chú tâm sự riêng với dì chính được không? Hả? Trời đất ơi, cháu đã nói cháu chưa có kinh nghiệm ba cái vụ này mà. Đâu để coi. Thù lẹ lên coi, trời ơi. À, chú muốn làm kim trọng leo hàng rào chú Dường Thúy để tâm. Trời ơi, cái thằng ôn dịch thì thiết. Ở đó mà kim trọng với là Thúy Kiều. Thôi không thèm nhờ mày nữa đâu. Tao có cách tao rồi. Cô Chính đứng lại vậy cô Chính. Khoan lên tàu hả cô Chính? Ủa, có chuyện gì? Mình ở trên bờ không biết trước ngày chả nói sao. Ai sao mà không cho tôi lên tàu? Anh hai đâu? Con Út đẹp bệnh mà sao thái độ của anh hồi nãy khác, rồi bây giờ khác? Anh xí gạt tôi phải không? Chính là cái vụ Út đẹp bệnh là có thiệt, nhưng mà ở nhà chị em tôi nó tự giải quyết xong rồi. Còn anh thì tôi biết mà, qua mặt ai chứ qua mặt tôi thì sao được? Chính thông cảm đi mà. Chuyến này anh đi lâu quá. Ở nhà Chính có nhớ anh không? Già hết trơn rồi. Cô còn con nít con ngôi gì sao mà mình nhung với nhớ. Xưa quá hai đâu ơi. Em ở miệng ra cái em nói em già. Còn gì nữa? Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, nuôi bao nhiêu tuổi gọi là nuôi non. Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn, nuôi bao nhiêu tuổi vẫn còn trơ trơ. Cũng trữ tình lãng mạn quá ha. Chứ sao? Anh hai nè. Hả? Anh có thấy không? Con cá lòng tông nó còn biết tung tăng lội xuôi lội ngược. Con cá bóng kèo nó còn biết chọn con nước để bơi. Anh đã hỏi á thì em cũng xin nói cho rồi. Bao giờ cho chuối có cành, cho súng có nổ, cho hành có hoa. Con chim bay vụt qua nhà, nếu anh biết con đực con cái thì ta đây sẽ lấy mình. Còn ngược lại á thì thôi, anh chớ nên mơ chuyện vợ chồng chắc. Cùng chứ chẳng có chơi đâu, tốt hơn hết
làm bạn cho rồi. Trời. Tắt đèn tối lửa gọi nhau chứ đôi buồn nghĩ thêm phiền mà thôi. Thuyền chưa ra khơi mà em đã lo sợ. Sợ chứ. Đứng mãi trên bờ có thấy gì đâu. Hay tại em chê anh cằn cõi mù khờ. Tại trai da sạm mà không xứng đáng làm bạn với em phải không. Anh còn nợ đàn con nghèo nhóc ở nhà. Tốt hơn là nên chi thú làm ăn. Anh không hiểu biết nhiều về tâm lý của những đứa con ôi thúc. Chúng mất mẹ rồi nên rất sợ mất cha. Không muốn chia sẻ tình cảm với người ngoài. Chúng cũng chẳng tin. Trong khi tính em cộc cằn khó nhiều lời lẽ tiêu dịu dàng em thân như người ta. Em lo chi mà lo xa tiếp tục mù. Cứ nhìn vợ chồng ta miệng mà coi. Thằng Quân là con riêng mà có ai biết đâu nè. Người nào cũng tưởng nó là con chung. Ôi trời 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 đất ơi. Anh hai ơi là anh hai. Vậy tại sao hôm nay anh dám nói đến cái điều cấm kỵ đó? Khi mà ở cái xứ này đây á, từ trước tới nay không có ai dám hé môi tiết lộ ra. Rủi thằng Quân nó nghe được á thì anh sẽ có ngày trời ơi, có ngày về nhà để xách cần câu đi câu cá. Chứ ai thèm cho anh làm thuyền trưởng ở con tàu để dịu võ dương quay. Tuy rằng thằng Quân không phải là con ruột, nhưng nhìn vô tôi đố ai dám cho nó là con riêng của vợ để nổi lên tiếng bất tiếng kỵ. Một lần này thôi nghe chưa, tôi mà nghe nữa thì là anh không còn một cọng râu nữa đó. Trời ơi, như vậy ba ruột của mình là ai? Là ai? Mà ơi, ba của con là ai? Ai sẽ trả lời câu hỏi đó của con? Ngoài ra là má. Như vậy ba ruột của tôi là ai? Sao đời tôi lại trái ngang? Chuyện nghe qua không tin được. Ôi bé bàn phận tôi còn hơn báo tháp phong ba. Rồi đây tôi sẽ giống con thuyền nhỏ nhoi đơn độc, chống chọi với mưa giật gió buồn. Rồi đây con nước sẽ ngược luôn. Tôi là giọt máu rơi hay là đứa trẻ mồ côi? Còn cha ở nơi nào? Đã là con người phải có cha có mẹ, chắc tôi phải đi tìm ba tôi. Nhưng nếu bình tâm suy xét lại thì cả má và ba hiện nay đã cho con tất cả. Nếu không phải nấm ruột của mình tạo ra thì làm sao con được hưởng một thứ tình thương cao cả mà chỉ có từ những đấng sanh thành. Tình cha nghĩa mẹ như núi, thái sơn như dòng suối trong lành. Từ những việc làm hy sinh vô bờ bến, đến sự chăm sóc ngọt ngào sau những chuyến tàu về tới bên thân thương. Mẹ dành dụm, cha đắp bồi để lo tương lai cho con trẻ. Gia đình đầm ấm, cha con chồng vợ ngọt bùi chia sẻ có nhau. Thì có lý đâu sự thật lại là niềm đau. Chị của chú hai nói thì còn phải xét lại. Đằng này chính miệng dì chính cũng nói ra. Dì cũng như mẹ mà đã nuôi nấng ấp bồng mình từ hồi nhỏ.
Chẳng lẽ một phút vui miệng mà gì lại đạt điều? Thì ra cuộc đời của tôi có khác chi con sông thủy triều, nó lạnh ni lùng trao qua xô lại. Nếu không giữ tay chèo sẽ hại hùng hoảng loạn. Cuộc đời ơi trôi nỗi phương nào, không tôi sẽ không hở môi thắc mắc mà sẽ lặng lẽ đi tìm cha ruột của mình là ai. Má ơi, con có chuyện quan trọng lắm, má có muốn nghe không? Chuyện gì vậy con? Con nghe mấy bà bán cá trong chợ nói dì Chính với chú Hai thuyền trưởng nhà mình sắp gá nghĩa với nhau. Có đúng vậy không má? Hả má? Ê chà, chuyện bây giờ má mới nghe nha. Thí dụ chuyện đó có thiệt thì con thấy làm sao? Con phản đối. Tại sao vậy con? Nói đi, phải nói chứ. Má biết sao không? Tuy rằng ông chết vợ nhưng còn con, đám con của ông dữ hơn bà chằng. Tụi nó thường hay kiếm chuyện với con á, nơi mông nơi quyếu chửi xa chửi gần. Ôi cái đám con gái của mày á, tối ngày á rồi quýt thái đủ chuyện tào lao á. Má nghe chưa, anh kêu con bằng mày kìa. Rồi sao? Anh làm gì mà độc đặc thua lỗ vậy? Ê đừng có phỉ báng cho tao nha. Má, má thấy nó chưa? Con có nói gì đâu mà nó cho là con thua lỗ cộng cằn. Thôi, cho má xin can. Việc à, ba má đã dạy con bao nhiêu lần, con đừng có kêu em bằng mày mà con quên sao? Còn con dân nữa, con dẹp bỏ bớt cái nết đanh đá đi chứ. Chết chưa? Con có nói gì đâu mà má nói con đanh đá. Đanh đá quá coi chừng lớn là thế chồng á nghe. Thôi không có đứa nào nghe má phải không? Bây giờ tập trung vô cái câu hỏi của má hồi nãy đi chứ. Sao? Ý con thấy nào nếu dì Chính nhận làm vợ của chú Hai thuyền trưởng? Dân nó trả lời rồi, bây giờ tới thằng Việt. Con không muốn dì Chính của mình lâm vào cảnh mẹ ghẻ con chồng má à. Dì thì dì chứ ruột thịt vẫn hơn mà. Đúng vậy đó má, đã ghẻ thì lỡ mà. Bởi vậy có câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Sao em nói vậy? Dì Chính của mình đâu có đến nỗi tệ vậy. Ở đây con muốn nói dì Chính của mình có tốt với đám con của chú Hai tới đâu cũng không làm sao tránh khỏi được miệng đời như em Dân vừa mới nói. Có đúng vậy không hả má? Có đúng không má? Vậy chứ còn cha ghẻ thì sao? Với con á hả? Thế không phải con ruột của mình thì dù là mẹ ghẻ hay cha ghẻ thì cũng một vụ ghẻ như nhau chứ có khác gì đâu má. Chà chà, ba cái vụ cha ghẻ này phức tạp lắm đó. Ở trong lớp của con có mấy đứa bị cha ghẻ hà khắc cay độc, cũng đâu có khác gì mẹ ghẻ đâu. Ớn quá. Tụi con chưa có thấy một người cha ghẻ nào tốt với con của vợ sao? Con chưa hề. Chưa thấy. Mà có không má? Phải có chứ con. Ai đâu? Má chỉ cho tụi con biết đi má. Chỉ má. Tuổi đời của tụi con còn dài, rồi đến lúc á sẽ thấy. Còn chuyện của dì Chính chắc là người ta chọc ghẹo muốn ghép đôi. Chứ má biết á, dì rất sợ chuyện chồng con. Má, cha ghẻ tốt với con vợ các em con chưa thấy, nhưng với con chắc có lẽ đã thấy rồi đó má. Hả? Con thấy rồi hả? Hồi nào? Anh Hai, có phải bạn của anh hả? Chắc là vậy thôi, chứ trong xóm mình đâu có ai. Chà, mấy má con đầy đủ hết, vui quá ha. Sẵn đây tôi muốn bàn chuyện này nè. À, bàn Quân con, chuẩn bị dầu và các thứ để ra khơi chưa con? Dạ, xong hết rồi ba. Anh nói anh muốn bàn chuyện gì? Chuyện này anh sẽ đi biển với anh Hai Râu và với con. Con thấy sao Quân? Vậy còn ba, cái chuyện mua và buôn bán ở trên bờ, má con dì Chính làm không có xuể đâu á. Vậy là ba cho con xích chiêu đi. Sẵn dịp hè này con thực tập luôn. Đưa hàng đặc sản đi ba, con tiêu thụ giùm cho ba. Con cũng ra chợ luôn. Con phụ má với dì Chính. Phải lao động thì mình mới có ăn chứ. Phải không ba, phải không má? Làm thử cho biết. Chứ mục đích của các con là phải học. Còn anh nữa đó, trước đây anh cũng đã đi thử mấy chuyến rồi, nhưng chỉ là thử thôi. Chứ còn bây giờ thì anh muốn thử là thiệt luôn đó.
đã đến lúc phải làm thiệt luôn đó em à. Bởi vì anh đang cố chạy lo cho thằng Quân nó vô đại học thủy sản. Nè, còn hai con nữa, hai con ha phải lo mà học. Bây giờ tuy công ăn việc làm của nhà ta gặp khó khăn, nhưng mà không phải vì vậy mà bế tắc để đến đổi không lo cho tụi con tiếp tục học hành được. Ba nó nghe, bà cấm đứa nào mà nói đến hai tiếng bỏ học, nghe chưa? Ba, con càng học con càng thấy dốt. Việc à, con nói thiệt hay là con nói chơi? Tại sao đến hôm nay ba mới được nghe câu này? Người ta càng học là càng thấy mở mang. Còn con á, kết quả đúng như lời hay là con dựng chuyện để được ra chợ đời? Trong khi học bà ba thường xuyên kiểm tra có thấy phê phán gì đâu. Dạ, con xin ba bớt giận, chắc việc cũng có ý của em. Tại con thấy anh hai được phụ giúp mẹ cha nên con muốn bắt chước mà thôi. Con thấy không, anh hai con nghỉ học là ba đã ân hận. Các con nó phải đậu đại học, sau này làm ăn mới nên chuyện. Ba má ngày trước không có điều kiện nên học hành nó chẳng tới nơi tới chốn. Bây giờ có ba đứa con thôi à, lo cho tụi con không được thì mai này tụi con làm sao mà ngẩng mặt với đời. Có tiền mà không có tri thức thì thua người ta đó các con à. Ba, con cảm ơn ba đã dành cho con, cho anh em con một tình thương bao la vô bờ bến. Nhưng nếu để ba đi biển thế cho con, lòng con không có cam. Ba, chỉ mới có 5 năm im tiếng súng mà đầu ba đã có nhiều sợi bạc. Anh hai, đâu chỉ có mình ba, tóc má cũng vậy nữa kìa. Má, con thương má quá à. Má, thưa ông, ông cho tôi ở thăm, có phải đây là nhà của bạn thơ không ạ? Đúng vậy, nhưng ông... Ông hỏi vợ tôi có việc gì? Nói vậy, ông là chồng của bà thơ. Phải rồi, nhưng ông là ai? Con của bảy đâu rồi ông? Ông hỏi vậy làm sao mà tôi trả lời? Vợ chồng tôi có ba đứa con. Ông muốn hỏi đứa nào? Dạ. Thôi mời ông vô nhà cái đã. Mời ông ngồi. Dạ, cảm ơn. Uống nước đi ông. Bây giờ ông khỏe chưa? Ta tiếp tục câu chuyện ban nãy nhé. Tôi là ba Nguyễn, chồng của bà Thơ. Chúng tôi có ba đứa con, hai trai một gái. Gái út có tên Dân, con trai giữa tên Việt. Còn đứa con trai lớn phải không ông? Đúng vậy đó. Ủa, mà sao ông có vẻ rành quá ha? Thì ông vừa mới nói đó, một gái hai trai, hai đứa nhỏ ông nói nghe rành mạch. Tự nhiên thằng lớn ông làm thinh, nên tôi nhắc khéo gì mà. Cháu lớn nó tên gì vậy ông? Nó tên Quân, Nguyễn Hồng Quân. Ý, sao vậy? Lê Hồng Quân mà. Sao mà Lê được? Trời, tôi họ Nguyễn thì nó phải họ Nguyễn chứ. Chẳng lẽ lấy họ của ông hàng xóm? Đúng rồi. Xin lỗi ông, tôi quên. Ông Nguyễn ơi, cháu nó đâu rồi ông? Nó lớn lắm hả ông? Chỉ được cái xác thôi à. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, nó hư lắm. Ủa, hư là sao? Trong khi tôi nghe, ông biết không, tôi nói nó đua đòi, ăn chơi trác tán, hút sách, ăn cắp tiền, nó bày đặt học đòi, nhậu nhẹt say sưa nữa. Trời ơi, chán lắm ông ơi. Trời ơi, sao lại ra nông nổi như vậy? Ông Nguyễn ơi, lời ông nói ra sao hết sức là kỳ. Trong khi tôi biết kỳ hương rất ngoan, giỏi giang siêng năng nghị lực kiên cường. Ông ơi, có một đứa con hư quả là tai
không? Trời ơi, tôi nói thật, tôi hết sức thất vọng gian dường. Nhưng cũng do ông bà giáo dục nó ra sao. Bạc đãi kẻ lành hay xem thường, để cho nó phản ứng lại cho đã nên. Chờ tôi thấy ông bà cũng rất hiền lành, tại sao lại nỡ để cho con tôi, à, con ông. Ông ơi, chẳng qua là dòng máu của cha mẹ. Người ta thường nói đó là di truyền. Khi người lớn không còn trách nhiệm của mình, hỏi sao con trẻ nó lại không hư. Những gì nãy giờ ông nói ra làm cho tôi hoang mang quá đỗi. Trong khi tôi về quê nghe bà con họ hàng kể lại, ông rất thương thằng Quấn. Ông lo cho nó từng manh quần tấm áo, từng cây viết quyển tập. Nhưng quan trọng hơn hết là ông đã dạy cho nó trở nên con người tốt trong xã hội. Nó không ý lại vào đồng tiền sẵn có để trụy lạc bê tha đua đòi trang tán. Nên chưa đầy 20 tuổi mà nó đã biết dọc ngang sông nước ti tung quanh. Tôi cũng được biết ông là người làm ăn chân chính hiền lành. Ông thương con của vợ còn thương con đẻ, không hề có một điều gì làm sức mẻ tình cha con. Nhưng bây giờ tận tai nghe những lời ông vừa nói, tôi cảm thấy tất vọng não nề như vừa đánh mất đi những gì cao quý nhất. Ông Nguyễn ơi, xin ông hãy nói lên sự thật nào mà tôi cần nên giữ lấy. Ủa, vậy ra ông là Tư Lê, chồng của chồng của vợ tôi ngày trước đấy sao? Dạ phải. Hồi nào tới giờ hữu danh vô diện, bây giờ giáp mặt nhau thôi, bắt tay một cái làm quen đi. Rồi anh em ta tiếp tục hàn huyên tâm sự. Anh Tư Lê à, nói giỡn cho anh để gây ấn tượng cho vui, chứ nãy giờ nghe anh hỏi chuyện tôi đã sinh ý trong lòng. Hai mươi mấy năm qua tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Với Quân nó không hề biết chuyện của mẹ mình ngày trước, nên lúc nào với nó tôi luôn là một người cha đáng kính đáng yêu. Bao nhiêu đó cũng đủ cho gia đình này ngập tràn hạnh phúc rồi anh Tư à. Bây giờ anh đã về đây để tìm lại núm ruột ngày nào đó thì tôi không biết phải nói sao đây cho con nó cảm thấy được nhân nhiều hơn. Nhưng mà đúng là thằng Quân nó ngoan lắm hả anh? Con người ta đó chỉ có một cha một mẹ, mà còn nên người huống chi con của mình nó tới hai cha. Để nó hư á, làm sao mà tôi dám nhìn mặt anh trong ngày vui mở ngộ này. Trời ơi, nghe những lời anh nói, cho vàng cũng không quý hơn anh Nguyễn à. Tôi biết ơn anh vô cùng. Đó là bổn phận của tôi mà. Ngày trước á, sở dĩ thơ chấp nhận lấy tôi chẳng qua là tôi có hứa: trồng hường bẻ lá che hường, nắng che mưa đậy cho hường tốt tươi. Thôi, bây giờ anh ở đây ha, coi giùm nhà nha, để tôi ra chợ kêu mấy má con nó về. Ý sao được anh ba, hay là cho tôi đi cùng anh nha. Thôi, ra chợ làm chi cho thiên hạ bu quanh, khó coi lắm. Anh ơi, bữa nay con nó đi dành cho anh 2 ký 10 ống để xào nha. Ủa, nhà có khách hả? Dạ, xin lỗi, dạ chào ông. Dạ, chào bà.
Bà mạnh giỏi hả bà? Ai đây? Ba thằng Quân phải không? Dạ, tôi là Tư Lê đi bà. Em ngồi xuống đây đi. Chuyện đâu còn có đó. Nói chuyện với anh đi ha. Anh tiếp anh Tư nãy giờ cũng lâu rồi. Đưa mực đây, để anh ra làm sao anh làm món xào lăn đãi anh Tư một chầu cho nó đã. Thật không ngờ trời đất còn thương tưởng tới thằng Quân, cho nên phò hộ cho anh an lành để có được ngày vui mừng. Cha con sum họp, anh Tư ơi, gặp lại nhau lòng luôn những bồi hồi, nghĩ về nhau khó đứng không ngồi, tâm ca bốn chia dấu biển đổi dời, biển sợ sông tầng mỗi ngã đôi nơi. Má thật Quân ơi, vì hoàn cảnh chung mà tôi thất hẹn với em, với con, nhưng đâu chỉ có vợ chồng mình chịu cảnh ly tan xa cách. Tôi đã đi tìm kiếm biết bao lâu, bây giờ đây trong cuộc sum họp này tất cả chúng ta ai cũng còn mạnh giỏi, vậy là phước đức nhiều lắm đó anh Tư. Ngày gặp nhau sau mấy mấy năm mặt tinh cá nhạn, vui thật là vui. Khi cha thấy được con, chồng còn sống trở về đây nhìn mặt vợ. Nhưng anh Tư ơi, lòng không khỏi nhói đau cho đêm chia tay năm xưa, nghẹn ngào người đi kẻ ở. Giang giác trời thương trùng khơi biển nhớ, cắn chặt bờ môi nuốt lệ ly sâu. Ôm con thơ buông dài, mắt tận cho nắng dài mưa dầu. Mai sau gặp ba thằng Quân, sau này có tấm lòng quân tử, nên con của mình trọn vẹn tình cha. Như chớ đời không tránh khỏi buôn ba, nhưng ấm áp tình cha con chồng vợ. Anh Tư ơi, chúng mình có duyên mà không nỡ, tức tuổi nghe ngào cho người đêm lửa ngắn ngủi. Thờ à, gia đình em hạnh phúc, anh vui lắm. Thấy con được anh Nguyễn lo cho ăn học, xây dựng tương lai, mở mang cơ nghiệp mà anh không ngăn niềm xúc động. Mình có phước lắm đó anh à. Hầu như anh đã quên hết bao năm gánh đắng chở cay vì nghịch cảnh trong đời. Ngày chúng mình chia tay, đêm tối mây đen dây phủ khắp trời. Kiếp con người chẳng khác ngựa trâu, ruộng mất mùa đồng sâu nắng hàng. Đưa anh đi cho đến cổng làng, nghe quốc gọi hồn ngập giác nước nở. Lời hẹn ước hai mùa lúa trổ, tuy nghẹn ngào mưa tiếng trẻ gọi cha ơi. Tôi dấu đôi dòng lệ, bước chân ra cõi nhân gian hoài gánh ân tình, mà lòng vẫn khắc ghi đường xa dốc đứng gần đã treo leo. Rủa gan đòi đoạn sang bến đồi thuyền, kỷ niệm ban đầu
đầu cũng vẫn còn nguyên. Giá từ tình đẹp vui ban sơ, trong đời tôi nguyện mãi tôn thờ, phải lo tương lai cho đứa con khờ, giọt máu chúng mình một thở giấu lại hết những buồn vui ngày cũ, đau nhói đêm gan dưới ảnh của năm nào. Cạnh bên nhau anh cố không để lòng mình tức tới nghẹn ngào, khăng nhớ thương ai khăng rơi xuống đất, khăng nhớ thương ai khăng dắt lên dài, khăng thương nhớ ai khăng không rơi không dắt, mà đòi lên đầu để khóc cho ai. Anh thương nhớ ai anh rơi nước mắt, anh nhớ thương ai nước mắt anh rơi. Ta thương nhớ nhau như mưa ngâu buồn không dứt, dải ngân hà dần có đến bên nhau. Lời tiếp lời mặt đối mặt mà tay cũng dán trong tay, như đêm xót xa đưa tiếng nắng nào. Hôm sầu thương trăng khắp ai chẳng mờ, mây buồn tư dân mặt ai mong chờ, sợi đầy sợi vơi lặng. Ôi nhìn căng dần cánh thương nhớ nơi cuối đời mơ, tìm ông sao cởi gió cho hương, xin dẫn đường cho tương ngộ người thương. Dẫn mặt trăng sao nên người đầu sống kẻ lát loài cuối bay, cô lái đò xưa đối bến hai thuyền. Lòng khắc khoải triền miên về với anh nguyện, cho nên con được bình yên khôn lớn. Hoàn cảnh trái ngang em không hờn không giận. Em nói vậy chứ nhưng tận đáy lòng anh ân hận không nguôi. Nè nè, nãy giờ hỏi chuyện người ta khiến cho đây trả lời không có kịp thở. Còn mình thì sao? Anh thì không sao đâu. Chẳng lẽ suốt thời gian dài mà anh vẫn một mình, để đến bây giờ mới đi tìm con, đúng không? Thật ra tôi tưởng cuộc gặp lại nó phải xảy ra ngay sau khi hòa bình. Có về đâu phải tới 5 năm sau thằng Quân mới thấy được mặt ba của nó. Đúng ra là vậy. Nhưng vì nhiệm vụ, còn chuyện nhà, tôi lập gia đình là để trả ơn cho người vợ bây giờ. Tôi cũng đoán lờ mờ, hoàn cảnh khiến cho con người ta thay đổi, cho nên đôi khi trái nợ lỡ duyên. Quên á. Anh được mấy người con? Tôi hơn em một đứa. Làm sao mà anh biết ở đây mà tìm hay vậy? Có ai chỉ anh á chứ còn. Tôi về quê ngày hôm qua dò hỏi bà con nó mới biết được đích xác rành mạch như vậy chứ. Nhưng nghe thằng nhỏ học hết cấp 3, anh muốn xin em với anh Nguyễn á cho nó lên Sài Gòn học tiếp đại học. Coi đi nè, tôi đố anh là đứa nào làng Quân. Quân, con đây phải không? Dạ phải, con là Quân đây. Không, em không chịu. Anh Hai phải là con của ba và má chứ không là con của ai hết á. Má, con không chịu đâu. Vâng à, nín đi con. Thì anh Hai vẫn là anh Hai của con, chứ có ai giành đâu mà. Nhưng mà như vậy tức là anh Hai phải là con ghẻ. Con ghét con ghẻ, cha ghẻ lắm à. Vâng à, anh em mình cùng cha cùng mẹ mà. Nhưng đây là ba ruột của anh. Vâng à, em đừng có nói vậy chứ. Chẳng qua bây giờ anh Hai của mình có thêm một người cha. Cháu à,
Bác về đây là để biết mặt Quân. Với lại bác sẽ dạy cho Quân biết công sanh không bằng công dưỡng. Quân phải đời đời biết ơn ba cháu đã nuôi nấng, dạy dỗ cho Quân nên người. Nhưng hồi nãy cháu nghe bác nói sẽ đem anh hai con lên thành phố để học đại học. Vì vậy là bác về đây để chia cắt tình thương của chúng con. Con à, con đừng có suy nghĩ như vậy là không đúng đâu. Đặt trường hợp ba là bác, ba cũng phải đi tìm con của mình. Còn việc anh hai con tiếp tục học đó cũng là nguyện vọng của ba, của anh hai con. Chẳng qua từ trước tới nay chưa có làm được. Bây giờ có điều kiện rồi phải thực hiện cho bằng được chứ. Phải học để nâng cao trình độ và đóng góp cho xã hội nữa cháu à. Thưa ba, thưa má, con biết chuyện này đã mấy tháng nay rồi. Hả? Ai nói mà con biết? Họ nói như thế nào hả Quân? Má ơi, người ta chỉ nói chuyện với nhau và con tình cờ nghe được. Bây giờ thì sự thật càng được chứng minh thêm. Con càng cảm nhận tình phụ tử của ba đối với con còn hơn trời hơn biển. Má ơi, má có nhớ cái hồi con còn học lớp 5 không? Lúc đó con ốm nhom ốm nhách à, tay chân thì nó dài lỏng thõng. Có lần con bị sốt cao, nửa đêm trong giờ giới nghiêm mà ba con cổng con chạy bộ ra bệnh viện. Tới khi bị người ta chặn lại, ba vừa trình giấy tờ vừa năn nỉ họ. Khi họ cho đi, ba đã lăm râm cầu nguyện: anh Tư Lê ơi, hồn anh có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con của chúng ta thoát qua khỏi tai nạn. Mặc dù nửa tỉnh nửa mê, những lời nói đó làm cho con rung động bàng hoàng. Nhiều lần con muốn hỏi ba nhưng rồi không dám, chắc là mình nghe đúng. Mười mấy năm qua con đã quên rồi câu nói đó, nhưng mấy tháng nay bỗng nhiên nó trở về tựa mũi xa kim châm. Đêm đêm nằm nghe sóng biển rì rầm, con cứ hỏi thầm tại sao mình không phải là con ruột của ba. Vậy mà cả hai ba đều không được vui con. Em à, cứ để cho con nó nói đi em. Nó lớn rồi cũng phải có suy nghĩ độc lập riêng của nó chứ. Thực tế hôm nay đã trả lời cho con câu nói đó. Nhưng khi đối diện trước hai người cha, con không biết nên khóc hay nên cười. Điều nhân nghĩa một con người. Con đồng ý là phải đi học tiếp, nhưng khi hình dung ra cảnh xa nhà, con chịu không được đâu má ơi. Anh ơi, anh đừng có đi bỏ tụi em nghe anh ơi. Hồi trước anh chỉ có một ba, thì dù cho anh có đi biển cả tháng, em cũng không có sợ bớt nữa. Còn bây giờ ba ruột của anh đã về, cho em là không mất anh hai. Dân à, con đã lớn rồi sao mà suy nghĩ còn trẻ thơ vậy? Thôi, bây giờ ta vô ăn cơm đi nghe. Cái món mực xào lăn này đặc biệt lắm đó. Bữa nay ta phải uống thật nhiều để mà vui ngày hội ngộ. Việt ơi Việt, Quân ơi Quân,
hơi thở. Dân ơi dân, trời ơi, bọn họ bỏ tôi đi hết rồi sao mà. Ba làm cái gì lo ôm sồm vậy ba? Ở nhà chỉ có con thôi, từ sáng tới giờ má với anh Việt và chị Chính ra chợ rồi. Bữa nay tàu mình về, mà tàu của cậu Năm cũng về nữa, làm không có xuể. Ờ ha, mấy má con đang ở trong chợ, ba mới thấy đây mà đã quên rồi à. Ba ơi, hay là ba đau hả? Để con lấy thuốc cho ba uống nha. Ôi, thời buổi này hở chút là uống thuốc, uống chi cho nó lờn. Kệ, tập chịu đau cho nó quen đi con. Nè, đem chai rượu này vô đi. Xong rồi con kiếm con khô mực nào mà nó lớn lớn nữa ha, nướng cho ba nhậu. Ba này, con để ý nha, từ ngày ba đi tàu ba biết nhậu luôn. Thôi vô đi, để ba còn phơi cái đống lưới này lên coi có cái chỗ nào cần giá không nữa. Có đứa con gái cũng an ủi, gia tài có ba đứa con. Không đúng, hai đứa thôi à, mà cũng không phải. Quân ơi, cuối cùng rồi thì lương tri cũng lên tiếng gọi, làm cho ba chợt hiểu ra tình phụ tử đã khắc sâu vào tâm khảm mấy chục năm qua. Làm sao ba dễ dàng xóa đi những hình ảnh thương yêu ấm bồng dạy dỗ để mà gạt bỏ con ra khỏi ngưỡng cửa thâm tình. Chỉ có vậy thôi mà ba cứ dặn dặt riêng mình, trong khi con ngày càng trưởng thành trong nhận thức, còn bá lại trở nên bé nhỏ hẹp hòi. Có phải chăng cái sự hờn ghen đã bóp nghẹt tim ba vì từng cơn co thắt? Còn má con, ba làm sao lo lường cho hết được khi đứng trước hai người chồng? Má con sẽ quay lưng hay đối mặt với người nào? Ba, ba vô nhà nhậu đi ba, đừng có ngồi ngoài này kỳ lắm đi ba. À, vô thì vô, sợ gì ai. À, đã quá chuyện đời nghĩ cũng nực cười, vợ mình thiên hạ có người kêu em. Trời ơi, ánh mắt họ nhìn nhau nồng nàn lắm mà. Tự nhiên tôi thành kẻ chiến bại lúc nào không hay. Tư Lê, không về ông may mắn lắm. Ông đã có tất cả. Thậm chí mà nếu ông muốn vợ tôi, còn có thể là vợ ông kia mà. Chà, đây rồi. Trời đất ơi, đây rồi cái gia tài sản nghiệp này, tôi có còn giữ được cho vợ con tôi không? Anh, bữa nay mình trúng lớn á nghe. Trúng lớn hả? Đúng, nhưng người trúng trước là tôi nè, em biết chưa? Anh trúng gì? Trúng số hả? Bao nhiêu, nói cho em mừng coi. Trúng gió đó, gió biển, gió lùa, gió độc, gió gì nó cũng nhè tôi mà nó nhập vô hết. Tôi tưởng em biết quá đi chứ. Anh nói cho em nghe coi, buồn chuyện gì mà uống rượu chứ tính nông nổi này vậy? Nè, má thằng ủa mà má thằng nào đây ta? Hả, má thằng nào đây ta? Anh sao vậy? Không biết kêu má thằng nào đây.
anh ăn đi cho giả rượu, rồi vợ chồng cùng nhau hàn huyên tâm sự những vui buồn bao năm. Xuân qua hè lại tuổi càng cao tâm, càng ngổn ngang thế sự thân trầm. Tôi hỏi thiệt nha, phải chăng mình vẫn âm thầm lo lắng tư đêm nằm sống miên giả chuyện của mình, tình cũ nghĩa xưa. Tình cũ thì chưa tròn phận vợ, còn ơn nghĩa nặng lòng là lo ở bên anh. Có phải chăng em còn thương ba thằng quân? Kết quả của mối tình ngắn ngủi không hơn 10 ngày phần số rủi. Tuy 17 hồn nhiên thơ dại, bỡ ngỡ nhìn thấy thẹn không đổi mặt. Vậy là do hai nhà quyết định ta cùng nhau để kết hợp. Phải, thằng cũng là kết quả của cuộc tình nhắn môi. Có lẽ do đất trời dung rồi khiến nội ngoại hai bên mong muốn em và anh Tư Lê đến giờ nên chồng. Sức tính một nhà ôm bức tượng thờ chồng già đã thủy chung. Chuyện cũ tích xưa gái thảo trai chung, để nhắc người ta sống cùng nhau chất vẹn nghĩa. Tuổi càng cao chuyện đời càng thấm thía, phải đâu như sắp kia mà giấy phân biệt rạch rồi. Vậy đó, cái thời đó cánh nhà hai bên vô cùng đơn chiếc, ngoài đồng thì mưa đàn pháo bay. Mẹ em rồi mẹ anh một ngày tớ già dương trần, chẳng kịp báo cho ai hay. Chung cất rơi chung tay gầy dựng gia đình. Anh thương em chân thành, chắc em cũng hiểu lòng anh. Nhưng mà bây giờ khác hẳn thời trước rồi. Ngày đó làm ăn như gì gặp gió, là một thương gia có gì tính tâm thương trường, sống giữ gìn đạo lý, dạy các con học nhân, nhắc nhở các con mình biết giữ thân, biết phải quấy, biết thương người sẵn lòng giúp người trong cơn hoạn nạn. Tay làm hàng nhái chịu thương chịu khó, quý bà con trọng nghĩa xóm tình làng, học hành giỏi giang dầu mài nhân cách. Nhưng từ hôm anh gặp Tư Lê trở lại, bỗng nhiên anh thấy mình nguy quang thay hồi. Âu lo e ngại một ngày nào đó biết chừng đậu tai họa xảy ra làm thương tổn cả gia đình. Vợ chồng mình con cái lớn hết rồi, sống với nhau cần phải có lòng tin. Điều lo sợ của anh không phải vu vơ, nhưng em cũng có suy nghĩ của riêng em. Yêu nhau vì tình là lẽ thường thế sự, nhưng còn sống đến ngày chung cuộc với nhau là do ở cái nghĩa tri ân. Anh không nghe
nghe bà con người ta thường nói hay sao? Vì nghĩa quân mình đáng trọng biết bao. Địa vị và thế lực của anh tư nơi hiện tại, nếu vì người ước ao thèm muốn cận kề, nhưng đó chỉ là nhất thời trước mắt đó thôi, chứ còn nhân cách của con người mới là quan trọng. Trước đến giờ anh là cha tốt của các con, là người chồng quý yêu đáng kính đáng tôn thờ. Nghe em nói mà anh há lòng quá dạ, tha lỗi cho anh có những giây phút lãng lòng. Chuyện anh Tư Lê cho thằng Quân lên Sài Gòn học tiếp, ý của em nghĩ sao? Thì vợ chồng mình cũng vừa mới bàn là sẽ cho thằng Quân đi học lại, ai cũng đồng ý hết trơn á. Nhưng bây giờ có ba nó mà thôi đi, tùy anh quyết định, em không có xen vô, sau này đừng có đổ thừa. Nhưng mà mình cũng phải hỏi qua ý thằng Quân đã, phải không em? Coi vậy mà cũng mà cũng dở nha. Thôi anh vô tắm đi, một lát cả nhà về đầy đủ mình ăn cơm luôn thể. Thơ nè em ơi, đưa cho anh mượn. Mượn cái gì? Ở trong nhà này cái gì cũng là của anh hết, sao mà nói cái chữ mượn vậy ha? Bởi vì chỉ duy nhất một mình em có, cho nên anh phải mượn. Thì mượn gì nói đi. Chìa khóa tủ tiền. Anh muốn lấy tiền xài à? Sao không nói em đưa? Nhưng mà lâu nay anh đâu có hay là có ai chết không có tiền mua hòm, cho nên lấy tiền cúng. Không, anh muốn coi lại tiền và vàng mình còn được bao nhiêu. Anh kiểm tra em à? Em à, em thông cảm. Anh nói vòng vo tam quốc một hồi vậy thì rốt cuộc là anh đã hết tin em. Cũng được. Chìa khóa đây nè, anh muốn kiểm gì á thì cứ kiểm. Nhưng nói cho anh biết nha, một xu tôi cũng vô sổ rồi đó. Mẻ một miếng là không có yên với tôi đâu nha. Em dám nói với tôi như vậy hả? Lòng tôi trong sáng, dạ tôi thẳng ngay, tôi không sợ ai hết đó. Được, tôi đi vô tôi kiểm. Thơ, đừng buồn nữa em. Ba Nguyễn thay đổi nhiều quá, làm chị cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng nếu đặt ta ở vào vị trí của ba Nguyễn thì chưa chắc ta sẽ đủ lượng để cho cha con Tư Lê đoàn tu sinh dây. Niềm tin ở nơi ba Nguyện. Chị Chính, đến chị mà cũng không còn tin em nữa sao? Ngược lại chứ em, và chị dám chắc cả ba Nguyện cũng không hề nghi ngờ tấm lòng của em, chỉ biết thủy chung nhất và cờ trong. Ủa, sao đã tin mà còn đai nghiến em chi vậy? Tâm lý mà em, lâu lâu chả muốn kiểm tra đột xuất tư tưởng tình cảm của em với Tư Lê thôi. Nhưng mà chị nghi có người đôm đặt thêm mắm dặm muối gì đây. Ai vậy? Để coi, một tháng 30 ngày thì hết 25-26 ngày ở trên tàu. Thôi rồi, chị biết rồi, cái thằng cha hai râu chứ không ai lọt vô. Chắc cũng cái miệng của thằng cả nên thằng Quân nó mới biết cái chuyện trước khi mà gặp ba nó. Tưởng ai chứ hai đâu á, thì để đó, để đó chị sẽ xử lý thằng cả cái một cho em coi. Thôi mà chị Chính, đừng có gây rắc rối thêm. Em đừng có cản chị. Hai đâu đâu rồi? Ông hai đâu? Tôi đây nè. Đi đâu vậy em? Không có anh em gì hết. Tôi hỏi thăm chút chuyện coi.
Chà, bữa nay chắc Rồng tới nhà tôm chắc chắn là có tin mừng rồi. Đúng vậy. Ủa, mừng mà sao không thấy mừng, mà sao mặt mày giống như bị chập dây điện hả? Tôi hỏi ông nè. Trời ơi, sao mà vũ phu quá vậy? Vũ phu là gì? Vũ phu là gái mà đánh chồng á. Thôi tôi không có, không giỡn với ông à. Nghe tôi hỏi nè. Hỏi. Từ ngày ba Nguyễn đi tàu, ông đã nói gì để cho gia đình người ta xào xáo? Hả? Hả? Cúi đi. Trời đất, cô trời tơ tơ. Nói gì đâu. Trời ơi, thần sông, thần suối, thần núi, thần biển ơi, về đây mà làm chứng cho tôi nè. Tôi xin thầy đốc á, đất có thổ công, sông có hà bá, biển có ca mập, ca voi. Tôi mà có nói gì để cho gia đình người ta xào xáo á thì ông trời đừng để mạng tôi, nếu tôi có chạy chừng cho tôi vô trong hầm tự nhiên. Chuyện của ai đâu, lôi tôi vô đó thiệt nghe tôi nhức đầu. Quả anh là một năm miên mười, vợ chồng con cái là chuyện người ta. Nếu anh không có nói anh còn ai vô đây nhiều lần. Anh có biết tự nhiên cái anh ba Nguyễn thay đổi tính tình, chửi vợ mắng con. Từ ngày chả đi tàu với anh ra, thêm tật uống rượu ngày đêm như là hủ chìm. Nè nè nè, chính. Gì? Nếu gia đình rối rắm mà em còn nghĩ tới tôi thì phải nghĩ theo cái hướng tích cực nhất, để mình bàn bạc cho họ trở lại im ấm. Chứ em đừng có dở cái giọng mà vũ lực là mất vui à nha. Cái hướng tích cực nhất là sao? Tích cực là thế nào? Không hiểu hả? Không. Em không biết tích cực là gì à? Là gì? Vậy à, tích cực là gom hết những cái cực khổ nhất lại, tích trữ, chờ tới lúc chừng nào mà tích hết nổi rồi liền xuống biển, xong việc. Nè 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 nè. Gì? Cha nội. Gì? Tôi muốn ông nói cho rõ, cho cụ thể cái hướng tích cực mà ông vừa nói là thế nào. Chứ tôi đâu có dốt nát đâu mà không hiểu nghĩa của hai tiếng tích cực. Vô duyên. Thôi được rồi, ngày mai tôi ra khơi rồi tôi mở miệng tôi nói chuyện với ba Nguyễn. Khổ ghê. Không nói cũng ăn tiếng, mà nói cũng ăn tiếng. Vậy thì lần này mình phải làm á, cho cốc nó mở miệng thôi. Lấy cái mỏ vô. Nhưng mà ông sẽ nói cái gì? Hãy đợi đấy. Tiếng gì gọi cô nghe nó gần hơn con? Con còn cảm nhận thêm là cô ấy sống bằng lý tính nhiều hơn, chứ không vào tình cảm như ba má con ở dưới. Ba mong là con sẽ thông cảm cho ba, bởi vì cuộc sống nó tạo ra con người phải thế con à. Con đồng ý, nhưng không có tuyệt đối đâu ba. Ăn thua là tấm lòng thôi. Với còn một góc độ tâm lý khác mà cô ấy không thể nào giống như ba Nguyễn của con, bởi vì má con và cô ấy là hai hoàn cảnh trái ngược. Một mình cô ấy lo con trên dưới cứ sao mọi bề, lại thêm một nách cứ bốn đứa con, còn ba thì phải đi biển biệt vì nhiệm vụ nặng nề, nên cũng chưa còn nghĩa vụ với vợ con. Thì bây giờ ba và cô ấy đã vô đây để cho cha con vợ chồng sum họp. Nhưng chắc là từ khi có con, có thể cô ấy cảm thấy không yên lòng. Ba, vì vậy theo ý của con, chắc là ta nên tính lại. Con có thể sẽ về lại quê hoặc tự mướn nhà xuyên để cho gia đình ba được êm ấm đề quê. Nếu ba đồng ý, con sẽ hỏi ý kiến của ba má con. Ý ý, con làm vậy rồi ba nói làm sao với ba má con ở dưới đó, mà nhất là anh ba Nguyễn? Không sao đâu ba, ba con đại lượng khoan dung lắm. Ba biết. À, em về rồi à? Còn mấy đứa nhỏ đâu? Tôi không hỏi anh câu đó thì thôi, đằng này anh lại hỏi ngược tôi là sao chứ? À, con nhớ rồi. À, thằng Dũng, thằng Cường về trễ vì hôm nay nó sinh hoạt lớp. Con Hiếu, con Thảo, một đứa đi chợ, một đứa thì xếp hàng mua gạo. Chưa già bao nhiêu mà lẩm cẩm rồi. Dạ, con mời cô uống nước. Cảm ơn cháu. Anh Tư à, anh nói anh chưa già mà anh lẩm cẩm là cũng đúng thôi. Bởi vì dạo sau này anh phân vân nhiều quá. Dạ, con xin phép ba, xin phép cô, con vô bếp nấu cơm. Đảm đang quá ha.
không nuôi mà cũng được nhờ, thú vị thật. Em à, anh thấy là em hơi quá đáng đó. Trước khi làm vợ anh á, em đã biết hoàn cảnh của anh rồi mà. Chả lại má của nó đã có chồng khác, con cái đừng đề, em khó chịu gì vậy? Tôi khó chịu làm gì, nhưng tôi thấy mình bị khi dễ, bị xem thường, cho nên tâm tư tôi không được thoải mái. Đáng lý khi nghe tin tôi vô đây cả tháng trời, má thằng không phải lên đây chào hỏi. À, tôi thấy hơi ngược đời nha. Tại sao phải lên đây chào hỏi? Trong khi thằng Quân là nấm ruột của tôi, do đâu mà em có yêu cầu quá đáng? Trời trời, tới anh mà cũng có suy nghĩ giản đơn, hèn chi mà tôi chẳng bị xem thường chứ. Đáng lý chị ta phải biết điều, vì con chị ấy đang ở trong nhà tôi, có xá gì một lời thăm hỏi nhau đâu. Em à, em đâu có biết là công việc của người ta ngập đầu, rất khó có thời gian đi chơi. Dạ lại, bãi không đi, nhưng có chồng của bãi dẫn thằng Quân lên. Cả vợ chồng đều có tiếng nói rồi, em cố chấp làm chi? Anh Tư Lê à? Anh Tư! Chuyện gì em nói đi, tôi nghe đây. Thằng Quân lên ở đây, cha mẹ của nó có chu cấp. Chu cấp cái gì? Chẳng lẽ cha con xa cách mấy chục năm, bây giờ nó lên ở với mình đi học, tôi lại ngửa tay nhận tiền của người ta sao? Đâu có, tại tôi nghe anh khoe ba má thằng Quân giàu có, có mấy cái sạp ở chợ tỉnh, rồi có cả tàu đánh cá, biết đâu nay mai sẽ lập cả cái nhà máy đông lạnh lận. Dạ thưa cô, nãy giờ cháu vô lễ lắng nghe, xin phép cô cho cháu được có đôi lời thưa gửi. Thưa ba, sáng mai con xin phép ba cho con được về với má. Đến bây giờ thì con mới thấm thiết cái câu ông bà ta đã nói: mồ côi cha thì được ăn cơm với cá, còn mồ côi mẹ phải bị lót lá mà nằm. Quân, Quân ơi, nghe con nói mà lòng ba thêm xấu hổ. Gần 20 năm con đã sống trong cái cảnh cha gà con vịt chắc chê, vậy mà tình thương của ba nguyện cho con lúc nào cũng đầy ắp. Còn bây giờ con gần gũi bên ba mà nghe sao nó điều yêu lạnh giá, tình lợt nghĩa phai con lưng. Nhìn con ngồi học dưới ngọn đèn mờ mà lòng ba đau nhói, tựa ai cầm kim xuyên thấu trái tim mình. Ba xin con hãy cắn răng chịu đựng ngày lại quá ngày, rồi sẽ đến lúc lòng người nghĩ lại, chớ đã là con người thì đâu. Nếu phải đợi đến con xua đuổi thì cháu sẽ không còn là một con người. Lòng tự trọng mà ba má cháu đã dạy, cháu nguyện suốt đời lấy đó làm hành trang để mà đổi nhân xử thế. Thưa ba, má con nói ở đời mình nghèo khổ túng thiếu, đôi khi cũng cực nhục lắm, nhưng muốn có tiền không phải bất cứ việc gì cũng nhào vô, để rồi không biết phân biệt đồng tiền sạch chứ phải trái. Ba, ba ơi, con xin rời khỏi đây để gia đình ba được êm ấm, để cho hạnh
vì ba không che chở được thân gà con lìa bầy trong cảnh bơ vơ. À, tưởng sao cậu lại xỏ xiên mắng mỏ tôi đó hả? Nè nè nè, ông có nghe chưa hả người cha, hỏi người chồng vô được. Trời ơi, bởi vì tôi biết rồi, biết mấy ông là tôi biết mình vô bước mà. Bây giờ con nó chửi tôi nè, ngồi điểm tỉnh ngồi nhìn đó hả? Thưa ba con đi, thưa cô cháu đi. Quân, con đi đâu? Không có được, con phải ở đây với ba. Không sao đâu ba, con phải đi về với ba má con. Nhưng giờ này xe không có chạy, con đừng đi, ba xin con mà Quân. Con sẽ đến nhà mấy người bạn ngủ đêm nay, sáng sớm mai ra bến xe đi chuyến đầu tiên. Ba yên tâm ở lại. Quân, con đi. Ba xin con mà. Quân, đi là phải rồi. Giàu lợi dụng. Nè, cậu muốn đánh tôi đó hả? Nó chỉ có một. Còn tại đây nè, ông có tới bốn đứa con lận đó. Bất ngờ đối với con, nhưng trong bề bộn ngồn nằm chim bao kỳ cục lắm á. Chắc tại nhức mình á nên khó ngủ, tới chừng ngủ được á thì mơ hả? Mơ ai nói thiệt nghe coi. Nói chuyện nghiêm chỉnh đó nha, em mơ thấy thằng Quân á nó bỏ học, nó đi bụi đời, em lo quá à. Tưởng gì quá ra chim bao thấy nhỏ đi bụi đời. Dám cá không nghe, nếu cá đó hả thì em thua đó. Chuyện gì á chứ, cái chuyện này mà thua á là em mừng liền á, mừng liền á. Em nhảy xuống nha. Ê, đừng có nhảy nghe mày. Bé đó, con kìa. Trời ơi, tao nó nhiều giọt cũng được chứ con bé ơi. Ê, con ăn thôi. Trời ơi, mẹ rồi. Thưa ba, thưa má. Hả? Quân. Quân. Có chuyện gì vậy? Con về đây. Con ơi, sao vậy nè? Ba ơi,
con về lại với ba. Con sẽ đi biển với ba nghe ba. Có ba má ăn mắm ăn muối gì con cũng ăn ngon. Nè, anh hai về với dân với việc nè. Tụi em có vui không? Vui, vui tới khóc luôn nè. Quân con. Con, có phải là đã xảy ra chuyện gì giữa con với lại bà ấy phải không? Phải không con? Ba má ơi, thế thái nhân tình, mấy đời bánh đúc có xương. Anh hai, nhìn anh như xác lá tả tơi cuốn xoay trong cơn gió lốc, mình lòng em bồng trào dâng mối tình thâm cốt nhục. Anh đừng có đi nữa nghe anh hai, anh hãy ở lại đây với má với ba với hai em như ngày chúng ta còn quấn quýt bên nhau tận hưởng niềm vui của gia đình. Đường đời dọc ngang trôi nổi, anh làm sao đủ sức chống chọi một mình. Mấy tháng nay vắng anh em tưởng chừng lâu lắm, đi học về nhà em nhớ anh khóc ruột khóc gan. Khi không còn ai để dành cho em gói xôi cục kẹo, không ai ngồi tỉ tê kể tên hàng trăm loài cá tôm ở ngoài biển để em gửi vào đó từng cơn cảm xúc dân trào. Anh hai, vậy là anh hai không đi học nữa sao anh hai? Anh sẽ đi học lại lúc nào thuận tiện. Còn bây giờ... Ba. Quân con. Con lại tiếp tục đi biển với ba nữa phải không con? Ba. Con. Con cảm ơn ba. Con chỉ buồn là chưa làm được điều mong ước của ba má. Nhưng con xin hứa, con sẽ làm mọi cách để tốt nghiệp đại học thủy sản. Còn bây giờ... con xin được tiếp tục đi biển với ba nghe ba. Quân con. Ba. Chị Chính ơi, chị Chính nấu cơm chưa, cho con ăn trước để con đi Sài Gòn giao hàng nghe. Rồi dì dọn sẵn rồi, cháu vô ăn đi. Bữa nay hàng nhiều không cháu? Tôm càng xanh thì nhiều lắm, nhưng có điều con không biết má con giao cho nhà máy bao nhiêu, rồi còn để dành cho mình bao nhiêu. Thì khéo ngang con, coi chừng họ để ý á. Thì mình cũng làm nghĩa vụ rồi mới bán ra ngoài chứ bộ. Ai không biết vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn con à. À, đợt này á, con đi con về con mua thêm bông gòn nha, dầu nóng nha, thuốc cảm, rồi thuốc tiêu chảy, thuốc đau bụng. Rồi con biết rồi, để ở nhà. Nhà mình còn mua để đem xuống tàu con à. Nghe nói gần hết rồi á. Thấy chưa, gì thì gì chứ cũng lo cho chú hai dễ sợ. Mày sao vậy mà? Nếu ngài nói đến là cử nữ căng nhanh giống như là em chả, nhưng khoái cái mồ. Ê, con nói xấu rồi một cách công khai, quỷ phá nhà trai mà. Nhưng cháu đâu có nói bậy, có đúng không vậy dì Chính thân yêu? Cái đồ tiểu yêu. Tiểu yêu mà nhờ được đó. Dạ tôi biết rồi. Cái mà cứ chảy phụ giúp với gia đình. Thấy cháu mà rất ruột rất gan, nghỉ học để đi buôn. Thì cũng do thời cuộc, thấy đành như vậy. Lương thiện kiếm ăn, mình sợ gì ai. Đợt hàng này nữa thôi nghe Việt, gần tựu trường rồi đó. Ở nhà ôn bài vở đi con. Dì Chính biết không, con có ý định đi học lái xe đó dì Chính. Ai cho? Mới bị lớn. Con đủ tuổi đi học lái xe rồi chứ bộ. Với lại con chưa có điều kiện học chữ tiếp, thì phải học thêm cái nghề gì đó. Mà dì Chính biết làm sao con chọn cái nghề lái xe không? Chi vậy con? Để đến lúc nào đó con tự lái xe đem hàng trực tiếp cho các mối ở thành phố. Đúng là hổ phụ sanh hổ tử mà. Việt ơi, đi giao hàng đi con. Dạ. Mớ tôm này được bao nhiêu ký hả má? Chắc hơn chục ký.
con chuẩn bị đi lẹ lẹ đi, để lên tới trên đó còn tươi, nhà hàng người ta cũng dễ tiêu thụ. Con đi nghe má. Khoan 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 đã, có đem cuốn sổ theo không đó? Sổ thì đem theo cho có, chứ đâu có ai nỡ thiếu chịu mình đâu. Cũng nhờ cái miệng dẻo quẹo của con á, nên người ta phải trả tiền liền à. Việc, việc, khoan đã, lại đây, lại đây. Dạ. Lại má kiểm tra coi. Thì không có chỗ cất tiền. Má đừng có lo, coi vậy chứ kinh nghiệm đường trường con đâu có quên. Con đi nghe má, con đi nghe gì chết. Mất biết liền. Uống ơi anh ba, uống ơi cháu. Cái nghề sông nước này chỉ có nó làm bạn mà thôi. Ủa, từ khi mà đi tàu đến nay đó, tôi đâm hư biết uống rượu á, rồi tập cằn nhằn cưỡi nhửi vợ con. Quấn à. Dạ. Con đừng có bắt chước ba nghe con. Con không bắt chước ba, nhưng mà con phải uống để quên đi cái hoàn cảnh của đời mình ba. À con à, từ ngày mà con nghỉ học về lại đây đi tàu với ba đó, thì ba đã hiểu thêm con nhiều lắm. Con rất cảm ơn ba. Nhưng ba ơi, công việc làm ăn của nhà ta ngày càng khó khăn thắt ngặt, thời thế đổi thay không còn thuận lợi như trước đây. Vì vậy con thấy ta phải tìm ra một hướng đi cho thích hợp, để con phát triển lâu dài, chớ như hiện nay chỉ là tạm thời và không căn bản. Làm chủ làm thuê nhưng tài sản của ta mà cũng bị lệ thuộc, con thấy khó vô cùng, không biết cách gì để gỡ rối gia đình ta. Cũng giống như em vậy, con mỗi lần đem hàng đi bán phải lên lúc như kẻ tội đồ, nhìn thấy mà ngao ngán làm sao. Nó giống như sương mù dày đặc con đường ta đang đi, phải anh hai? Ủa, sao anh cứ mãi ngồi đó mà làm thinh? Nếu hỏi tôi cũng xin có lời bàn với cái thiện chí của tôi, nhưng anh với cháu Quân không được cho tôi là người nhiều chuyện nha. Anh ba, theo tôi thì anh nên dặn thằng Việt ráng cố gắng kiếm thêm các mối nhà hàng, ưu tiên mua đặc sản biển của ta, rồi sau đó nhường lại cho vợ của Tư Lê chừng 2-3 mối để bà ấy kiếm thêm thu nhập. Có như vậy rồi, thì... rồi tôi hiểu ý của anh hai rồi. Có tranh thủ như thế đó, thì khi anh Tư Lê giúp đỡ ta về mặt nào đó, bà mới không khó chịu, mà không chừng ngược lại là còn động viên ổng không được bỏ ta nữa. Thấy không con à, con thấy sao hả con? Cứ làm thử đi ba, nhưng con giao hẹn là con sẽ không liên lạc với bà ấy đâu nha. Biện lần là đủ rồi. Đàn ông con trai gì mà thù dai dễ sợ, ai biểu ba xúc phạm tới ba tới má, con làm sao con chịu được. Các con à, ba có chuyện này trao đổi với các con, các con cứ mạnh dạn có ý kiến nha. Dạ, nghiêm trọng rồi nha, lâu ghê mới thấy ba vô đề hơi long trọng sự á. Vâng, con để cho ba con nói. Chuyện gì vậy anh? Ngày hôm qua tôi có lên Sài Gòn, con biết rồi, ba đến nhà bác Tư Lê ăn cơm ngủ ở đó. Bác Tư trao đổi với ba một số việc để nhằm giúp gia đình ta làm ăn thuận lợi, nhưng mà quan trọng á là cách đặt vấn đề của bà Sương, vợ của ảnh. Bà ấy đặt vấn đề gì vậy ba? Đừng có dính con vô đó à nghe. Quân, có làm sao? Bao dung chút đi anh trai cưng. Bà Sương đặt vấn đề gì vậy ba? Bà ấy đề nghị ba nên cho anh hai con lên ở nhà bà ta đó, để sự học không dở dang. Ba nghe cũng hợp lý, nhưng chưa trả lời thằng đâu. Dạ thưa ba, học tiếp cũng là điều quan trọng, nếu ba đồng ý con sẽ làm theo. Nhưng con không gần gũi với người như vậy. Ba,
con sẽ ở ký túc xá hay là về nương nhà. Chưa hết đồng, đổi lại bà sẽ đưa thằng con trai đồng về dưới đây để thay quân đi tàu. Không không, con cương quyết phản đối, vì đó là thủ đoạn tinh vi. Ba làm như cả nhà ta đều ngu ngờ, từ trước đến nay ta đã tử tế nhiều rồi, tưởng sao lợi dụng để đánh đổi mà thôi. Dân, từ từ chứ em, ta sẽ dĩ độc trị độc mà. Thưa ba, con biết thằng Dũng nó cũng chịu khó lao động lắm, với lại nó không có ham học như thằng Cường. Thôi thôi, anh đừng có nuôi khỉ dòm nhà. 100 lần, 1000 lần em quyết liệt phản đối. Con sẽ tính chuyện đi học lại khi nào con thấy thuận lợi bà. Cũng chưa có chắc ý kiến của bà Sương xuất phát từ suy nghĩ xấu, nhưng đứa nào cũng phản đối á. Thôi thì ta tạm gác qua một bên đi anh. Tôi sợ anh Tư anh buồn. Còn cả nhà mình buồn đi nè, sao ba không sợ? Cái chị nhỏ này nghe, càng lớn là càng giữ của. Con sẽ chứng minh cho ba thấy phe đa số của nhà này. Anh Hai, anh Diệt, ba anh em mình ngoéo tay nhau, quyết tử thủ ngay ngặt cửa này nè. Không cho bất cứ một kẻ là mặt nào xâm nhập vô đây. 1, 2, 3 mình thề nha. 1, 2, 3 xin thề. Thôi bà ơi, tụi nó đông hơn mình bà ơi. Thôi giữ cua nó đi. Thơ à, sáng mai anh và con lại ra khơi, em ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe không? Chà, mùi dữ ha. Tự nhiên lần này lại dặn dò người ta giữ gìn sức khỏe. Chẳng những giữ gìn sức khỏe mà anh muốn em phải hứa nữa kìa. Ủa, sao bữa nay anh Nguyễn, em thấy anh có vẻ khác thường á. Hứa chuyện gì? Đâu nói nghe coi. Nhắm được à, thì tôi mới hứa chứ bộ. Bây giờ em vô mở tủ lấy số vàng của vợ chồng mình dành dụm bấy lâu nay đó, đem ra cho anh. Bộ anh tính làm chuyện gì hả? Nó còn nguyên chứ có suy xuyển gì đâu. Đây, gói này là của phần thằng Việt, gói đỏ là của công dân, gói màu trắng này là của thằng Quân. Anh nhớ rồi, gói của thằng Quân là do anh đếm rồi tự anh gói. Anh có dặn em là không cho mấy đứa nó biết cụ thể là mỗi đứa được bao nhiêu. Em có nhớ là anh... Có, em không có quên. Cho dù có những việc không quan trọng gì hết, bởi vì em nghĩ vợ chồng sống với nhau càng thương càng phải giữ gìn nhân cách, không có được luôn tuồn đến lúc xem thường nhau thì nó tệ lắm, phải không anh? Bây giờ anh định thế nào? Nghi ngờ em giấu vàng cho ba thằng Quân phải không? Già rồi nghe, đừng có như vậy kỳ lắm à. Anh không nghi ngờ gì em hết trơn á. Em đừng có suy nghĩ vẩn vơ rồi vợ chồng mình mất vui đi. Thơ à, như em đã biết trước đây đó, anh có nhiều mơ ước. Sau khi dành dụm bà tiền, anh sẽ xây dựng nhà máy khang trang để góp tay phát triển ngành thủy sản tỉnh nhà. Tài nguyên phong phú nhưng nghèo nàn phương tiện, tình trạng khó khăn thiếu vốn kéo dài, bà con đi biển gian khổ lâu ngày, làm sao cho mỗi chuyến về họ thu nhập khá hơn. Thời thế đổi thay khiến anh không đạt thành ý nguyện, em tưởng đâu anh nản chí ngã lòng, già đâu anh quyết theo đến cùng ha. Anh hy vọng rất nhiều qua lần trò chuyện với anh, nước mình ăn càng ngày càng mở cửa, việc đầu tư sẽ có những phương án lâu dài. Má Quân đó nghe, mình chuẩn bị ngay bây giờ đi, thành lập nhà máy đông lạnh theo ý anh. Bà con ta đâu có công ăn việc làm, không còn cảnh đông đông chạy chợ, bữa đói bữa no tủi nhục đợi chờ. Nghe anh nhắc mà em xúc động vô bờ, nhưng không biết sức mình có làm nổi hay không. Nếu trên dưới thuận hòa một lòng một dạ, người cha như anh lúc nào cũng công bằng chính trực, thì làm sao mà các con không đoàn kết? Đó là anh nói phòng thờ mà thôi, chớ lỡ mai đây anh từ giã coi đời. Ê, cái miệng ăn mắm ăn
thối đừng có nói vậy không nên. Sống hay chết là quy luật của muôn đời, bí mật của đất trời có ai cưỡng lại được đâu em. Nãy giờ em nghe anh nói cái chuyện gì đâu không á. Giờ đi ngủ được chưa? Thì thôi, anh không nói như vậy nữa. Nhưng mà không hiểu sao đêm nay anh không thấy em nói, anh thấy em cười. Thôi đi, cái ông này kỳ ghê. 40-50 tuổi đầu rồi, chứ không có còn nhỏ nhất gì nữa đâu nha. Tụi nhỏ thấy nó cười, nó cười bây giờ nè. Cười gì mà cười không biết nữa. Thơ nè, em có nhớ cái buổi anh cầu hôn em, rồi anh năn nỉ em, anh ỉ ôi với em đó, em có nhớ không? Thì anh làm sao? Có làm sao đâu.
nên người. Anh không có sợ hả? Anh không sợ đâu em ơi, mặc dầu em là gái đã có chồng. Trong khi đó anh là trai tân phơi phới như lúa chín vàng đồng, như cây chiều hạ quần bông. Anh không sợ tiếng đời dèm pha, gái nạ dọc bản lấy trai tơ, chỉ e giữ ý rồi vững hờ với anh. Anh đa tình nhưng thủy chung rất mực, con gái sau này hưởng phúc đức của cha. Biết làm thân con gái như hạt mưa sa, hạt rơi trong ruộng, hạt ra ngoài đồng. Lần thứ hai cất bước du quy, nếu như mà có như vậy em tầm cảm ơn trời đất cho em đi trọn vẹn. Các con mà nên người với xóm làng em sẽ không hẹn mặt tổ phụ ông bà để bắt xót thương. Có lần là em còn mày chợ đó, vì chính ở nhà ru của thằng con nhỏ cho em, vừa thấy anh nó chỉ gửi xem giùm, nói ra chợ dặn má nó mua trái cây cúng Phật. Chỉ vừa đi thì thằng nhỏ giật mình thức giấc, anh nó vội vàng tập câu hát ru em. Trong đường bé la che hường, nắng che mưa đầy. Thời tiết thay đổi đột ngột quá, chắc là có bão lớn hay sao á. Anh lo quá Dương ơi, ba và anh hai mới ra khơi sáng nay. Việt Dân. Dạ. Dân ơi, hai đứa lên nhà trên nghe radio thông báo bão kìa, mau lên đi. Dạ. Các con ơi nguy lắm rồi, gió cấp 10 lận. Radio mới thông báo nè, đất liền đã hoàn toàn mất liên lạc với ở ngoài khơi rồi, bây giờ làm sao đây nè. Tàu của mình, ba con, ba hai mươi đứa. Ba ơi, ba, anh hai ơi. Chúng tôi xin thông báo cơn bão số 3 đang diễn biến mạnh với sức gió 200 km/h ở khu vực Biển Đông. Chính quyền địa phương các nơi hãy khẩn trương tăng cường lực lượng phòng chống bão, giúp đồng bào có nhà ở gần bờ biển sơ tán ngay để tránh tai nạn xảy ra. Má ơi, bây giờ mình làm sao má? Má, bây giờ mẹ, bây giờ mình liên lạc với ai được không ạ? Để hỏi tin tức của ba tụi con coi. Má ơi, hãy bình tĩnh chờ đợi thôi, giữa lúc này không thể nào liên lạc với ai được đâu má. Uống đi thơ, em thức trắng hai đêm rồi. Chị chết. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xin thông báo, lực lượng cứu hộ đã đưa gần 100 nạn nhân về đất liền. Hiện có một số đang nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh. Xin mời các thân nhân liên hệ để biết thêm chi tiết. Con ơi, con đi con. Chị Dính, tụi mình đi mau lên, đi ra bệnh viện thôi coi. Sao má ra bệnh viện chi vậy? Chị ba ơi, chị ba, cả nhà chị được tàu cứu hộ đưa về rồi. Ra bệnh viện đi chị, anh ba Nguyên. Đi mau lên, đi ra bệnh viện thôi coi. Sao má ra bệnh viện chi vậy? Chị ba, cả nhà chị được tàu cứu hộ đưa về rồi. Ra bệnh viện đi chị, anh ba Nguyên lắm. Hả? Trời ơi, chị chết ơi. Đi má. Ba ơi, con đây nè ba. Ba mê rồi.
Anh hai, anh bị thương có nặng không? Anh lo cho ba lắm. Quân, uống đi con. Con uống rồi. Dì đưa chú hai uống đi. À, thơ à, hồi nãy tôi đã xin bác sĩ tao thuốc tiền nè, nhưng phải lên thành phố tìm mua mới có. Thuốc này hiếm lắm rồi nha. Vậy thì em đi giùm đi anh nha. Má, má đưa tiền cho bác Tư để bác Tư chủ động. Phải rồi, bác quen biết có thể lùng mua dễ hơn, với lại không sợ thuốc giả. Mình ơi, mình ơi, mình tỉnh lại đi mình ơi. Mình ơi. Ba ơi ba. Mình. Ba. Kìa. Thơ. Mình ơi. Chắc không kịp nữa rồi. Ba. Ba. Anh biết sức anh mà. Ba. Anh ba, tỉnh lại đi anh, ngoại việc rồi sẽ qua anh à. Tôi biết sức mình, vết thương bị hoại tử này sẽ cướp đi mạng sống của tôi. Ba Quân, má thằng Quân, em ở lại ráng nuôi con. Anh ơi, cả một đời anh sống cho vợ cho con. Tâm lòng anh hào hiệp thấu đáo chuyện nghĩa nhân. Mấy chục năm nay mẹ con em như gà con được đôi cách mẹ chờ che. Ba dạy chúng con làm điều tốt, xử lý việc đời phải có trước có sao. Bây giờ tụi con phải xa ba, đó là điều bất hạnh khi không còn ở trong vòng tay của ba. Ba ơi, ba phải sống để dìu dắt chúng con đi trên đường đời. Sẽ không bao giờ có cảnh tử biệt sanh ly trong gia đình. Con. Dạ. Quân. Con. Dạ. Con đây nè ba. Con là anh lớn, phải thương yêu dìu dắt hai đứa em khờ. Sự nghiệp của ba để lại cho anh em con cần phải được chắc chiu gìn giữ. Dạ con biết. Muốn phát triển làm ăn, đi đúng chủ trương đường lối của nhà nước. Dạ. Thì con phải ráng nhớ những lời ba nói. Con còn có ba Lê của con đây. Tụi con nhớ phụng dưỡng mẹ nha. Anh ơi, anh đừng có nói như vậy. Anh phải sống với mẹ con em. Má thằng Quân, anh có chết đi chỉ thương em và con, phải chống chèo giữa cuộc sống nhiều gian nan trắc trở. Không đâu anh Nguyễn ơi, anh phải sống. Anh phải sống để chúng ta cùng tiếp tục đi cho hết đoạn đường. Anh biết trong lúc này đây khó khăn dây bùa, không ai làm điểm tựa cho em. Tùng bách kia đã gãy đôi rồi, gánh ân tình để khổ cho em. Nhắm mắt anh
cũng tạm yên lòng. Anh Tư ơi, anh hứa đỡ đần, lo cho thơ và giải bão các con. Anh ba, anh đừng quá lo lắng mà sức khỏe có hồi phục. Anh nằm yên đi, nghỉ dưỡng đi anh ba. Tôi chắc là anh sẽ vượt qua thôi. Phải đó anh, có em và các con ở bên cạnh, anh đừng có nói cái điều gớ mà tội nghiệp cho mẹ con em mình. Nguyện ơi, đừng nói lời an ủi đối với người sắp ra đi một chuyến không về. Ba, ba, ơi, ba đừng nói gì. Trời ơi, trời đang sáng bóng mây đen dần vô nặng nề. Nó báo hiệu con ngọn đèn sắp tắt, một con thuyền sắp vừa khỏi sông mê. Thôi, trời em một lần qua mùa, nhưng đến ngày này mới thật sự chết chắn. Tay em như ngày đầu tiên, anh xin em về làm vợ. Trời ơi, mấy mươi năm đời người như bóng câu qua cửa sổ. Anh Nguyễn ơi, sông rồng bờ xa vời vợi không. Em, cãi lời ngoại làm con người là do tự mình tôi. Đến khi ra sông nhìn bèo nước ngược xuôi, ngắm lúc bình trôi theo nước rồng nước lên. Em hiểu người ở quán hờn hãy thương yêu nhung nhớ, cùng sinh tử ra đi bất chợt. Một con thuyền sắp vừa khỏi sông mê. Thôi, trời em một lần qua mùa, nhưng đến ngày này mới thật sự chết chắn. Tay em như ngày đầu tiên, anh xin em về làm vợ. Trời ơi, mấy mươi năm đời người như bóng câu qua cửa sổ. Anh Nguyễn ơi, sóng rồng bờ xa vời vợi bóng. Em cãi lời ngoại làm con người là do tự mình tôi.
nhìn bèo nước ngược xuôi, ngắm lúc bình trôi theo nước rồng nước lên. Em hiểu người ở quá hờn hãy thương yêu nhung nhớ, cùng sinh tử ra đi bất chợt đâu ngờ. Số phận đường u buồn cố dương lên, anh luôn dõi theo gia đình nguyện ước ngày các con thành danh. Anh Tư ơi, anh Tư, nhờ anh sao chưa to toan giúp hết vượt ngàn khó khăn. Tâm khắc ghi suối vàng không quên dân diệt quân dân. Nghe ba nói đây, mẹ các con với ba Tư tình đã hết từ lâu, nhưng nghĩa sẽ còn mãi mãi. Cái thời của ba đã qua rồi, bây giờ nước tới đâu giống thuyền đi tới đó. Đừng lỗi dòng nước ngược mà chết đuối cầm mẹ lẫn con. Cái lời khiến mẹ tôi thân phải sống hôm kề cần nắng mưa đỡ đần. Mấy con hứa một lời cho ba được an tâm. Anh Tư à, tôi hiểu chị khó tính, nhưng mà hãy ráng âm thầm giúp mẹ quấn cho trọn nghĩa. Thôi còn đâu đôi bóng đèn khuya, đường trần đôi ngã phân lìa từ đây. Anh Nguyễn, anh Nguyễn, ba, Quân ơi, các con, Diệp, các con dân nhớ lời ba. Anh Tư nhớ dẫn dắt các con tôi đi đúng đường ngay lẽ phải. Anh dân Diệp Quân, ba, anh ơi, anh ơi, ba, ba ơi, anh ba, tôi xin hứa sẽ làm tròn lời phó thác của anh. Anh Tư nè, sắp tới 49 ngày của ba Nguyễn, anh có về dưới không? Em có về không? Hôm đám ma em về rồi, bây giờ xuống nữa em ngại quá à. Với lại công việc ở cơ quan đang dồn dập, thôi em ở nhà anh đi giữ một mình đi. Anh nên cho thằng Dũng cùng đi. Cái gì vậy? Anh không thích. Em nói thật nghe, nếu như hôm ba Nguyễn hấp hối có mặt em ở đó, em sẽ yêu cầu anh ta một chuyện đó. Chuyện gì? Em sẽ đề nghị anh ta hứa là sẽ cho thằng Dũng mình xuống đó đi tàu với thằng Quân. Đó là quyền của người ta. Mình đã đặt vấn đề này rất nhiều lần, nhưng tới khi chết anh vẫn làm tình. Do đó ta cần phải giữ ý, đừng để người khác hiểu lầm vợ chồng ta. Nè, tôi thấy anh á, sĩ diện không đúng chỗ đâu. Mình có bốn đứa con phải nghĩ đến tương lai chứ. Đứa nào mà còn chăm học siêng năng á, thì mình phải gắng lo cho nó học. Với lại anh phải tạo điều kiện cho anh em nó gần nhau, kiếm được một nghề lo cho tấm thân nó chứ. Chuyện đời không đơn giản như em nghĩ đâu. Hay là em có gì nhưng không
cũng cha mình giống như người ta. Thí dụ bà thơ chịu, nhưng mấy đứa con của bà thì sao? Ông đó nghe, thế tôi mở miệng chuyện gì có liên quan đến vợ cũ của ông thì thôi ông dè dặt thêm ớn. Với lại tôi nói thật, giả sử ông với má thằng Quân mà có ăn ở trước mặt tôi thử coi, tôi không thèm ghen đâu ông Tư Lê à. Bà Sương, với má thằng Quân tuy chúng tôi chỉ có 10 ngày đêm gần nhau trong tình chồng, nhưng tôi hiểu cô ấy nhiều lắm. Còn với em đã gần 20 năm chia bùi xé ngọt, vậy mà những câu hỏi cứ lớn dần trong đầu. Em là ai mà sao cứ gieo cho tôi những mối thương sầu? Những điều em vừa thốt ra, có phải em xui tôi nên trở thành một gã sở khanh đầu ba, lợi dụng lúc người ta để tan trong mình mò mẫm tiếng vô? Nếu trong thâm tâm của tôi, ví dụ tôi còn tương tưởng đến người ta, thì tôi cũng không thể nào làm điều vô đạo lý. Anh Tư Lê à, anh giả ngu giả khờ hay lắm. Bộ anh không hiểu thiệt sao? Bụng giả con thế nào, tôi là vợ mà không biết. Thì anh thử hỏi ai sẽ vô đây để biết cho mình. Tôi biết ông sống với tôi đâu phải vì tình, chẳng qua là một hình thức để ông trả ơn tôi cái hồi mà tôi cứu sống ông 20 năm trước. Lúc ông hấp hối với chiến hào, tôi phải cõng ông lên. Chuyện qua rồi tôi biết ông có thể đã quên, nhưng với tôi nó sẽ mãi mãi là kỷ niệm. Còn tình cảm hiện nay với ông và bà thơ có khác nào những con sống trong bụi hoàng? Cuối cùng là tôi. Anh hai, anh uống rồi mà. Bậy. Ly đó là ly của ba Nguyễn, tôi uống giùm chứ bộ. Bây giờ mới tới tôi đây nè. Anh ba ơi, Tôi nhớ nhớ những lúc tôi và anh chị Châu ngồi ở đằng sau lái, từng đợt sóng nó nhấp nhô làm cho con tàu chao qua xô lại. Có lần anh nói với tôi, cuộc đời của một con người cũng giống như vậy, chớ nào có khác hơn. Ăn thua mình nghĩ lực với sức bền dẻo dài, trời nên đưa đầy cầm chân. Đến khi đại dương đùng đùng nổi giận, anh bình tĩnh gan lì điều khiển đàn em. Cái đức hy sinh của anh ai cũng khâm phục, tàu cứu nạn đến rồi người lên cuối cùng là anh. Trong khi cái giết làm anh ngàn lần đau đớn, quái tử hiểm nghèo nó không kịp cứu mạng anh. Người chết yên thân chỉ thương người ở lại, phải đương đầu với thế sự
Rồi, bây giờ chú đề nghị mỗi một đứa phải đứng trước bàn thờ ba của tụi cháu. Tụi con lại rồi mà chú hai. Chưa đủ, hồi nãy mới lại, tôi bây giờ phải nghiêm trang tề chỉnh báo cáo lại với bà cháu. Vậy chính là chú hai kìa, làm như là họp tổ dân phố hàng tháng vậy, phải báo cáo. Thì gì nói là ổng ghiền họp đó mà. Báo cáo cái gì vậy chú hai? Mỗi một đứa phải báo cáo lại trong vòng 49 ngày qua, mỗi đứa đã làm được gì cho má tụi cháu vui lòng. Chị thấy sao chị ba? Má thấy chú hai nói đúng đó. Cái hôm bữa đó đó, ba con gần qua đời, đứa nào cũng hứa hẹn rất là nhiều. Nói đi cho tụi bay im ra hả? Ba tụi bay đang chờ nghe báo cáo của tụi bay đó. Dạ, cho con xin được báo trước. Thưa ba, trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, xin phần con xin được phép báo cáo như vậy. Chuyến tàu nào mình cũng trúng lớn vô cùng, chắc là có linh hồn của ba phù hộ, nhờ đó mà nỗi buồn ai nấy cũng được nguôi ngoai. Còn con, công việc giao hàng chuyến nào cũng rất lọ, lên tới thành phố anh thì nhờ vợ của bác Tư lanh lợi, nên bỏ mối được nhiều, còn tiền bạc cũng nhiều hơn. Nhớ lời ba nên con ráng hết sức là tiết kiệm, không phung phí đua đòi nên có tiền là đưa cho mẹ. Đi xe đò hả? Chỉ tốn vài điếu thuốc ngon cho họ. Ba ơi, con là dân nè, xin được có lời tiếp theo. Con đang chuẩn bị thi tốt nghiệp năm này, những công chuyện nhà con ráng gồng hết trơn, để gì chính chẳng tay ra chợ với má con mình. Nè, má của mình chứ đâu phải là má của ba đâu. Tại vì em trẹo miệng em nói vậy á, chứ ba, ba ơi, ba biết cho con mà ba ha. Quân à, dạ. Buổi chiều á, ba có nghe anh em con bàn chuyện, nên ba cũng hình dung ít nhiều công việc làm của mấy má con ở dưới này. Con nói thiệt đi, cho ba biết coi, bên cạnh đó có những khó khăn trở ngại gì không? Nhiều chứ ba, đụng tới việc gì cũng phải thủ tục giấy tờ xác nhận. Nhưng với cái nhà này thì xác nhận cái gì? Ai chứng? Hay là con đổi theo họ của ba đi, ba sẽ nói với má con cho. Ba, ba làm việc đó không sợ cô Sương biết sao? Đó là quyền của ba, có sợ gì? Con chưa nghĩ tới việc đó bao giờ ba à. À, còn chuyện đi tàu có gì thay đổi không con? Tàu thì đã được sửa chữa, chắc có lẽ vài bữa nữa ra khơi ba à. Như vậy có thiếu người không con? Dạ thiếu thì không thiếu đâu ba, có điều là không còn ba Nguyễn của con nữa. Nếu mà con thấy được á, có thể con cho ba gửi thằng Dũng em của con. Không được đâu ba ơi, ba thấy tình hình giữa hai gia đình rồi đó. Cô Sương thì không được lòng ở dưới này, còn ở dưới này nhất là em Dân, nó không có thiện cảm với ba chứ gì. Ba biết mà, anh ba Nguyễn sẽ chứng giám cho tấm lòng ba. À, sáng mai ba về sớm nha. Có điều má, má vô đây nghe ba con báo tin vui nè. Má nghe rồi. Em đó hả? Sáng mai em về sớm á. Nè, em cầm đi, của má thằng Dũng gửi tặng em á, giải phần phối đó. Trời đất, má cô quần áo thiếu gì, không gửi tặng cổ thì thôi, đằng này cổ lại chở củi về rừng. Mà thôi con à, của cho là của quý rồi. À, anh về trển nói là tôi có lời cảm ơn. Quân. Dạ. Con nói chuyện với ba con, để má về phòng á, má cũng lấy mấy sớp vải KT gửi lên cho mấy đứa em con á, nó may áo đi học. Má à, má để ở đâu chỉ con lấy cho. Có phải sắp giải má mới mua ngày hôm qua không? Đúng rồi đó con. Má để ở đầu giường á, nhưng mà con để cho má đi lấy cho. Thôi để con. Cái thằng thiệt lẹ, miệng nói chân chạy. À, thôi nè, em ráng giữ gìn sức khỏe, chứ cần gì á thì cứ nhắn anh một tiếng. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà tôi rất sợ mang tiếng nhờ vả. Em nói vậy quá ra
tôi không làm tròn lời gửi gắm của anh ba sao? Vì dòng đời đổi thay, em phải như con thuyền kia nổi trôi. Còn tôi nhớ những đêm trường, như số phận đã an bài ra đó. Thương thân có hầm hiu, căng chắc dây đắng mồi sương. Cho bước chiều bước chân còn dương dương, cho cách lữ hành xuyên sao niềm thương nhớ. Sống của ba con gắn liền nó vào đó mà má. Má,
mụ má không nhớ ngày ba con hấp hối có trăng trối lại, và cũng tin tưởng với tài quán xuyến của má. Cơ nghiệp này rồi sẽ mở rộng thêm, chứ có về đâu. Từ ngày ba chết tới giờ, việc gì má cũng trao đổi với tụi con. Công việc này sao má? Tụi con à, vì sống với má tụi con gì biết. Chắc là có lý do gì đó chính đáng lắm, má con mới quyết định như vậy, phải không thơ? Em giải thích cho mấy đứa nó biết đi em. Em cảm ơn chị Chính à. Trước khi má gặp ba tụi con, má đã từng là người buôn đầu chợ bán cuối chợ. Tụi con hỏi dì Chính á, dì sẽ nói cho em biết. Từ trước tới nay má chưa hề làm thân chùm gửi. Đến khi về với ba tụi con, má xem đó là chỗ dựa tình cảm, chỗ dựa tinh thần để má vững tin mà nó làm hẳn cho tụi con. Còn bây giờ ba các con đã chết. Đáng lý ra trước khi có quyết định này, má nên trao đổi với chúng con, để cả nhà tăng còn được luân bằng. Con là út nhưng đã lớn khôn, hơn 18 tuổi rồi. Má sẵn tạo để sống như đến ta, quả là điều con lại còn phát sinh thêm đánh đồng tài. Mà nói đi, thì ai mà má lại đổi tay? Em hãy để cho má phân bài, vì sao má lại đổi thay? Má, dầu cho má trở nên quá phụ, anh em con vẫn mãi mãi tôn thờ. Việc làm hôm nay tạo nhân cách đôi bờ. Mà hãy nói đi, mà nói đi là tại ai chứ? Nói đi thơ, nói đi em. Em phải nói. Được rồi, Vân à, con hãy nghe má giải bài. Trước sau thế sự xoay dần chuyển đời ngày một khác, má quyết định mang tàu để lấy tiền đầu tư chuyện lớn. Ngoài ra còn một lý do, vợ bác Tư muốn cho anh Dương cùng đi tàu với gia đình của mình như này, nhưng má xét ra thì không tiện lắm. Tụi con biết không từ chối thì khó coi, mà nhận thì các con không bằng lòng. Đó, vậy đó làm sao? Hoan hô má của con, má con rất tuyệt vời. Vậy mà chưa rõ ngọn ngành, dân vội vàng tiếng nọ tiếng kia. Con hối hận lắm, xin lỗi má, xin lỗi anh hai. Nhưng mà con chỉ thắc mắc á, là bán tàu rồi á thì... Vì chính sợ chú hai râu thất nghiệp phải không? Dạ, anh hai nhại dễ sợ, nói đầu chúng đó phải không dì Chính? Chị lo anh gì, nội chị kêu anh đi thu mua cho em là không có còn giờ rảnh mà làm bạn với ma men nữa. Quan hô người mẹ tuyệt vời của con, người mẹ đứng trên đầu sóng ngọn gió, cưỡi cá kình đạp luồng sóng dữ. Ê, cường điệu dữ vậy ta? Má mình chứ đâu phải bà Triệu đâu. Anh này lâu lâu để em nịnh chút coi chẳng được sao? Không. Má ơi, má nói má để dành tiền làm ăn lớn. Là làm gì hả má? Cái việc này á, phải nhờ tới bác Tư đây nè các con à. Nữa, hồi nãy má nói bán tàu để không dính dáng tới vợ con bác ấy, còn bây giờ lại nhờ tới bác để làm ăn lớn. Sao mâu thuẫn vậy má? Má định mua lại cái xưởng đông lạnh của ông Năm Ngon, tụi con thấy làm sao? Ôi thơ à, em coi chừng phiêu lưu đó nghe. Chính vì vậy mà mình phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh Tư đó chị Chính. Cái gì? Bác Tư? Tư? Vân à,
đâu phải là người xấu, chỉ tại tại bà Sương hơi quá đáng thôi mà. Thấy chưa, anh cũng bên ba anh nữa. Vân, chính con mới quá đáng đó, con biết không? Chính vì phải đương đầu với hoàn cảnh như vậy cho nên mới hình thành cuộc đời này đó con. Má, con xin vô lễ nói câu này, ai biết được vợ chồng cũ mà không rủ cũng tới. Trời ơi, anh Thơ là Thơ, anh dân dân cho em đi. Má, má tha lỗi cho con, từ đây về sau con không dám xúc phạm má nữa. Lâu lắm rồi nhà mình mới họp mặt đông đủ như vậy. Cũng may là một năm có mấy ngày Tết và một cái đám giỗ của ổng. Không có rồi tối ngày chỉ biết có cái xưởng đó thôi hả dì Chính? Bà chủ lúc này hơi khó chịu đó nghe. Đúng là thời gian qua chị em mình cực dễ sợ. Thằng Việt cực nhiều nhất chị quên sao? Không có nhờ nói thì làm sao mà thương hiệu của ta góp mặt trên thương trường. Bởi vậy tội nghiệp nhỏ, học hoài có cái bằng đại học đậu không nổi. Nhưng cũng may là anh và em của nó tốt nghiệp hết rồi. Chị Chính à, hồi tối này chị có dặn anh Hai Râu sáng nay cho chuyển hàng lên cho công ty ba gấp không vậy? Chả cho vô container hết rồi, xe đi từ 5 giờ sáng lận. Chị này, sao không kêu bằng anh mà cứ chả này chả nọ hoài vậy? Ôi, chị với anh chả mà anh em nổi gì, đầu bạc hết trơn rồi. Chị Chính, nói nghe. Gì? Chị còn nhớ em với chị đi dự cái đám cưới cháu ngoại của chú rể với cháu nội của cô dâu cùng dự không? Nhỏ quỷ này, sao má con em có chung một cái bệnh nè? Ủa, nói mẹ con em bị bệnh gì vậy? À, thì cái bệnh nói dai, hãy có dịp là cứ nói nha. Cứ thằng cha Ai Râu mà nhắc tới. Chị nói rồi, tài ổng đông con, nếu ít ít á, thì chị còn ngó ngàng. Nay con của anh đã có việc làm, đứa nào cũng vô làm công nhân đàng hoàng hết trơn rồi đó nghe. Nhà em có cái máy đông lạnh nên giải quyết lao động cho địa phương, tới con Tư Lê mà cũng có việc làm. Đừng nói gì con của Hai Râu, tuy chỉ có hai đứa ở nhà chưa lập gia đình mới ở vòng. Vậy thì chị sợ chi mà không tiến tới? Trời, con quỷ. Cái tình đời của ảnh á nha, tôi nói là rất đáng quý đó. Thôi nghe, chờ đợi hoài một giả quý chung, còn công việc thì lúc nào ảnh cũng hết lòng. Chị gật đầu đi cho mẹ con em lên liền á, để chị quyết chồng với người ta. Quỷ ơi, rồi đây em sẽ giao cho anh chị một người làm quản tóc nè, một người thu mua, đầm bọc với nhau như từ trước tới giờ, lại còn gắn được thêm tình nghĩa đậm sâu nữa. Nhưng mà nghĩ tới cái chị thấy quê quá trời hả? Nhưng bụng thì khoái lắm phải không? Đừng có ơ ầu với dầu ầu ơ vậy trơn. Ta ơ hồi nào? Bây giờ nói thiệt cho tôi nghe cái coi nè. Ta ơ hồi nào? Tao nói định nó nói là Thơ à. Em nói chị thì em cần phải nhìn lại em đi. Chị sẽ chấm dứt cuộc đời cố lẻ nếu như em nếu như em bằng lòng đi thêm bước nữa cho sợi ấm lòng đơn giá lành lâu rồi. Trời đất ơi chị Chính. Sao vừa nay chị nói năng mà không biết nói giữ lời. Đừng có nói nữa nghe, lòng em nó nguội lạnh á, chị không có còn cái ngọn lửa nào mà nhen em lại được đâu. Nhưng mà chị thấy từ ngày em ra điều khiển cái xưởng đông lạnh, tham dự họp hành để nắm biết chính sách chủ trương á,
không dòm ngang liếc dọc lắm á. Người phụ nữ đoan trang bản lĩnh chút thương trường. Nói vậy phải thôi không? Thôi đi bà ơi. Thiệt á. Tao đã nói thôi nha, không có nói cái chuyện này nữa. Nói đúng vậy mà trời. Ủa kia. Rồi 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 rồi, thằng Việt con Dân. Rồi còn anh Tư đi sao kìa. Ủa sao không thấy Quân kìa. Anh Lê, Quân đâu rồi? Thôi, ta không chờ Quân nữa. Vì sáng mai phải nộp danh sách rồi. Cái anh này kỳ cục thiệt. Dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, vậy mà cũng không chịu về nữa. Con đồng ý đó bác Tư. Bác Tư cứ cho biết phần nhân sự dự kiến của bác đi. Không có gì thay đổi lớn lao đâu. Chẳng qua lần này ta có chức trình hẳn hoi, để dễ làm ăn trên chốn thương trường. Giao Dân sẽ làm kế toán trưởng như từ trước đến nay. Còn bà Thơ chịu cách tiền. Chị Chính thì đi thu mua. Tôi thì lo tổ chức phần nhân sự và công tác đoàn thể. Phải có một phó giám đốc lo kỹ thuật và kế hoạch. Còn giám đốc ở ngoài phụ trách chung còn phải lo xuất khẩu. Tôi muốn hỏi ý kiến của nhà mình đây. Theo tôi á, tôi thấy thì nên giao cho Quân. Vì so với việc Quân có tới mấy cái bằng là thủy sản, ngoại ngữ, ngoại thương cũng sắp được cấp bằng. Đưa Quân vô sẽ đáp ứng được về trình độ và yêu cầu phát triển của công ty. Còn cái ghế phó giám đốc á, thì giao cho thằng Việt kỹ thuật kế hoạch, rồi cả việc tiếp thị. Việc có quen xong sáu và kinh nghiệm nhiều không? Con không đồng ý với lời nhận xét như vậy. Nếu tính toán sòng phẳng thì phải kể đến công của anh Diệp, người đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kể từ khi ba con chưa đến nay. Ngoài má con ra thì chỉ còn có ảnh đầu tắt mặt tối, chạy ngược chạy xuôi, phải chạy đôn chạy đáo, mở rộng quan hệ với tất cả mọi người. Dân à, sao em nhiều lời ca ngợi. Anh thấy mình chưa đạt yêu cầu đâu. Chỗ anh em trong nhà, anh Quân làm giám đốc thì hợp lý lắm thay. Nhưng mà em thấy không hợp lý. Nói gì thì nói, giữa anh Việt với anh Quân, hai bên con đều thương đều trọng. Nhưng con muốn người lo lắng cho sự nghiệp của má ba phải là anh Việt mới vuông tròn. Giá như bây giờ đây ba còn sống, chắc không ai bàn tới trong giàu. Anh Việt hy sinh tấm bằng đại học, sớm tối miệt mài nắng nhọc lo con. Trong khi người ta đang chơi hoài phí đi qua, chẳng buồn nghĩ đến người xung quanh đang đối khổ. Dù tất bật mỏi mê vì công việc, anh ba vẫn thấy tâm đến những vui buồn của công nhân trong phường. Thôi đừng có nịnh quá đi cô. Con Chính ơi, con chết đuổi đi nè. Chuẩn bị làm sống chưa nè? Gì dạ? Bánh tráng trăm năm đẹp. Hôm nay tôi đã cho cả nhà ăn cho đốn nữa nè. Nè, đi mà quay. Có cái thờ của Quân gửi cho bà chủ nè. Cái gì? Kêu tôi là bà chủ hả? Thì bà chủ kêu bà chủ chứ kêu bằng cái gì? Thưa má, các em, anh tiếc là giờ đây anh đang có mặt ở Sài Gòn. Nhớ đến buổi họp, chắc cả nhà đang xoay quanh ở chiếc bàn tròn. Chiếc bàn đối với gia đình ta nhiều kỷ niệm, nơi chứng kiến bao nỗi niềm hạnh phúc đăng cai. Nơi ba nhẹ nhàng với chiếc roi mây, mấy đứa chưa thuộc bài bỗng ngồi im chăm chỉ học. Lời dạy bao ngàn vàng ca quãng đời khó nhọc. Dân ơi, Việt ơi, chúng mình sẽ không thể nào quên. Con của mẹ, anh Nguyễn ơi, hồn phách anh linh còn ở đâu đây? Chắc anh thanh thản khi nghe con bài tỏ
lòng hiếu hạnh nghĩa sinh thành, quân gửi về anh trọn vẹn. Thưa má, xin gia đình chọn việc làm người lãnh đạo, bởi từ lâu phần việc nặng em con đều quán xuyên. Việc lại hiểu tâm lý thở thuyền, chia bùi sẻ ngọt với bà con, nhưng vì cần lo chung, con sẽ hết lòng giúp em con giải quyết. Phần con tuy được ba nguyện thương như con ruột, trên thực tế con vẫn là con của ba Lê. Trang trải chuyện đời nắng xây mưa trưa, không khéo sẽ khó khăn khi điều hành công việc. Tài sản của mình phải biết lo biết tính, đừng vì chút tình riêng mà làm tổn hại gia đình. Hợp xong con sẽ về ngay. Con có mua sâm cao ly cho má và cái nón bảo hộ cho chú Hai Sâu, chưa kể một áo dài cho dì Chính, mau mau tới ngày đám cưới. Cái thằng không phải con ruột mà sao giống tánh khí của anh Nguyễn Như Trúc vậy nè. Hai con à, đây là lần bàn luận cuối cùng về cái việc ai sẽ là giám đốc của công ty. Má mong rằng hai con hết sức bình tĩnh, phân tích và nhận định hết sức thấu đáo giữa tình và lý. Má biết sợ gì á? Má à, ý má muốn nói á, anh hai tụi con lánh mặt là để tránh tham gia trực tiếp về vấn đề này á, phải không má? Tất nhiên là vấn đề này không đơn giản. Con biết, vì vậy tuy chúng con là anh em, dù thâm tình cốt nhục cũng phải thẳng thắn bàn luận, tranh cho gia đình cạnh sáo thịt nồi da. Nhớ lại những lời dặn dò trước lúc ra đi, ba muốn chúng mình không được rời xa, đoàn kết bên mẹ thương yêu lẫn nhau. Con nên nhớ, đường đời còn nhiều bãi cạn nông sâu, lòng son giả sắt tin tưởng với nhau, ơn sâu nghĩa nặng trước cũng như sau, ân cần thông cảm đổi trao, vui buồn sang sớt cho nhau. Em nghe má nói chưa Vân? Đừng rộng mình mà để hẹp cho người ta. Má à, má thấy chưa, má có anh Việt chào con kìa. Nín, nghe anh con nói. Con muốn làm sao? Cứ nói thẳng ý kiến của con đi Việt. Thưa má, em Vân cho rằng con có công nhiều trong những tháng ngày gian nan thành lập nên cơ nghiệp. Nhưng con tự hỏi con đã làm được bao nhiêu so với công ơn dưỡng dục sanh thành. Không cõi rễ ngâm trong lòng đất thì cây kia sẽ trôi lá trơ cành. Dân ơi, cổ thụ âm thầm núi sắc lá xanh tươi, che bóng mát cho đời tốt tươi thân chùm rời. Em có học phải biết nơi mình đến, có phải từ khúc ruột mẻ ra góp mặt với đời hạnh diễn với người ta. Phải nhớ là không có mẹ cha làm sao có được thân mình. Thì em cũng hiểu cho anh vậy, chứ em cũng khác anh đâu mà anh. Hiểu là một chuyện, còn làm được hay không mới là điều cần nói. Nếu em thật sự hiểu, muốn đáp đền công ơn cha mẹ, em không nên tiếng bất tiếng chì, giọng khê lời chăng. Bà nội dạy anh, cung kính không bằng dâng lời. Chúng mình kém phước phần nên không còn ba trên đời nữa. Mọi tình thương, mình dành cho mẹ có được không Vân? Vân à, nếu đồng ý thì kể từ hôm nay em không
mỗi quyết định chúng ta tuân theo ý mẹ. Anh hay anh quân, người nào làm giám đốc thì công việc nhà mình có điều gì khác lạ phải không em? Ơ kìa con Quân, con mới về hả? Đi suốt đêm hay sao mà về tới nhà sớm bẩn vậy con? Má à, họp xong là con về liền. Với lại con tưởng ở nhà đã quyết định xong, ai dè cứ vì một mình con mà nhùng nhằng hoài chi vậy má. Dân, Việt, hai em, anh không phải là người ham quyền lực. Không anh hai à, đây không phải là quyền lực, là địa vị hay danh vọng cao sang, mà là trách nhiệm anh hai à. Trách nhiệm của gia đình này trao cho anh, trách nhiệm của anh đối với người đã khuất, và còn một trách nhiệm khác nặng nề hơn nữa là chén cơm manh áo, là sự sống của hàng ngàn người lao động đang có mặt trong công ty của chúng ta. Má à, anh Việt con nói như vậy ý của má thế nào? Mấy đứa đợi má anh chút. Thơ em, các con dân dân Quân Việt, vết thương làm cho ba đau nhức thấu xương, ngày không ăn đêm dài không ngủ được, ngày xa mẹ và các con mỗi phút lại cần kề. Ba không muốn nói lời vĩnh biệt vì cái chết đến nơi. Ba nghĩ rằng chết không phải là chấm dứt mọi thứ. Đối với ba, xác thân này ngưng nghỉ nhưng còn tinh thần, tâm hồn ba vẫn bên cạnh mẹ và các con. Mình ơi, tôi lo cho mình, không phải lo vì mình yếu đuối, không chống chọi nổi với cuộc đời, mà sợ cho mình ngã quỵ vì tâm trí phân đôi bên tình bên nghĩa, sợ các con phân biệt bên kia bên nọ. Con ruột con nuôi cũng như dân, đừng phân bì đứa nọ đứa kia. Mình ơi, không thù oán không giận hờn, bên trọng bên khinh, cho thằng Quân khỏi sầu tuổi trong cái cảnh con. Oh,
Lúc đó em biết, mà em không có làm sao nói cho mình hiểu. Em thấy tội cho mình lắm á. Nữa thương anh Tư Lê vì hoàn cảnh mà ly biệt vợ con mấy chục năm trời. Nữa thầm hỏi, sao anh trở về làm chi cho cánh tình khó xử. Con người là vậy đó thơ và các con. Thương ghét giận hờn, đau khổ si mê. Nhiều lúc cô đơn trên mũi tàu, nhìn biển chiều mênh mông từng con sóng đi về. Gầm rú hải hùng, để cuối cùng còn lại trong hư không chùm bọt sóng. Ba nghiệm ra đời người, có không đi về như cơn gió. Vậy mà sống làm người tốt thật nhiêu khê không kể xiết. Mình ơi, tôi mệt lắm rồi mình ơi. Con ơi, đây không phải là thơ mà chính là lời thú tội. Ba muốn hiện diện trên đời như tấm gương trong, thỉnh thoảng đôi khi vướng chút bụi lòng. Biết đâu nhờ đó mẹ với các con tìm cho mình lời giải đáp. Hôn mình, thương các con của ba. Ba cũng nhớ bà nhiều lắm. Trong mấy đứa, mẹ thấy thằng Việt giống ba trong cách hành xử ở đời. Còn con thì sao mẹ? Em còn nông nổi và hời hợt lắm, cho nên nói thương người mà cách xử sự làm cho ai ở gần em cũng bất an, đau khổ. Anh Việt nói vậy đúng không mẹ? Con tự suy nghĩ rồi tìm cái câu trả lời ở nơi mình. Chắc chắn là con sẽ biết đúng sai. Ráng mà ngẫm cho kỹ những lời trong thơ ba của các con để lại. Nếu thật sự vậy thì... thì có sao đâu, em chân thành sửa mình. Quân, sao con không có nói gì hết đó Quân? Con thương ba và hiểu lòng ba đối với mẹ con mình. Con tự hứa với mình là học cách sống của ba. Con người bình thường sống trung thực đã khó, ba nguyện trung thực ngay cả với những khuyết điểm của ba. Dân ơi, nếu em chưa tin được anh hai thì lỗi đó do anh hai chưa làm được gì đáng để cho em tin. Thưa má, vì sự hy sinh vô bờ bến của ba Nguyễn, xin má tha lỗi cho chúng con. Má chỉ sợ má không xứng đáng gì. Con cõng má đi chơi nghe má. Không có được. Sao? Ba anh em mình cùng cõng má đi. Thôi chứ, trời ơi, nói chuyện hoài tới khuya luôn, không tính ăn cơm hả? Ăn xong đi rồi tiếp tục nói nữa. Con cái ghế giám đốc mà bầu hoài không xong. Hèn chi. Xong hết rồi chú hai. Quân. Dạ. Con lấy ba cây hương thắp lên bàn thờ ba Nguyễn. Dạ. Con Dân, thằng Việt, mấy đứa đi theo anh. Ba ơi, ba chứng cho con đi ba. Con hoàn toàn tin anh Quân rồi đó. Ba chịu chưa? Ê, bé con, đứng gian xa ra coi chừng ba cú đầu bây giờ đó. Một đời người đã hy sinh, một đời người đã
cho người ở lại một mình cô đơn sông hoàng hôn ôi sông. Trong ba đầu ai thấy sông rêu một cõi tòa đầy đôi bờ ngăn cách bên này bên kia dần dở dõi mắt đêm khuya thương con sông vô bên kia bên này.